Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm. Tập 110. Chương 1091, Biện Pháp. Có thể vì uống quá nhiều, lúc này Đỗ Dã Hổ cảm thấy yết hầu mình hơi khô chát. Gã ý thức được, có lẽ ngay từ đầu Đoạn Ly vẫn chưa từng uống say, có lẽ cuộc đối thoại tối nay sẽ thay đổi tất cả mọi thứ sau này. Nhưng gã làm sao có thể cự tuyệt. Phụ thân gã là một đồ tể, đã chết từ lâu, người đàn ông yếu ớt không còn hình dáng trước mắt quả thực đã đóng vai phụ thân của gã suốt một thời gian dài, một mực bảo vệ gã. Ta đồng ý với ngài, Đỗ Dã Hổ nói, dùng các huynh đệ đã chết trong Phong Lâm Thành của ta, dùng sự an bình sau khi chết của họ để thề, ta đồng ý với ngài. Nhưng câu đầu tiên của Đoạn Ly nói ra khiến gã suýt nữa không đứng vững. Không phải tất cả huynh đệ của ngươi trong Phong Lâm Thành đều chết. Ngài nói cái gì? Đỗ Dã Hổ bắt lấy hai tay Đoạn Ly, nghiêm túc nhìn y chằm chằm. Ngài nói, cái gì? Đối mặt ánh mắt này, Đoạn Ly biết, nếu hôm nay mình nói đùa, thì coi như tình nghĩa giữa cả hai xem như chấm dứt. Ngồi xuống nói, Đoạn Ly muốn gã tỉnh táo lại. Đỗ Dã Hổ buông lỏng tay. Trong chớp mắt vừa rồi, cánh tay Đoạn Ly suýt bị bóp gãy. Y lắc lắc cánh tay, không mắng mỏ gì, tùy ý tìm một chỗ có thể đặt chân rồi ngồi bệt xuống. Đỗ Dã Hổ nhắm mắt đi theo, cũng ngồi xuống đất, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lão. Đoạn Ly thở dài một hơi, nói, hôm nay có người đến tìm ta, nói cho ta một tin tức. Đừng hỏi ta người đó là ai, ta đã hứa sẽ giữ bí mật. Y vẫn chú ý tới sắc mặt Đỗ Dã Hổ, chậm rãi nói, Hoàng Hà Hội lần này, người đại diện nội phủ cảnh Tề Quốc ở Đông Vực tham dự, tên là Khương Vọng. Đỗ Dã Hổ nhắm mắt lại thật sâu. Một lúc lâu sau mới mở ra. Không thể nào. Gã lắc đầu, nếu lão Tam không chết, không thể có chuyện không liên lạc ta. Mặc dù gã đang phủ nhận, nhưng đôi môi lại hơi run rẩy. Đoạn Ly đau lòng nhìn gã, nhìn người trẻ tuổi tướng mạo đã già nhưng thực ra rất đơn thuần này, nói, nếu ngươi nghĩ kỹ, tại sao lúc trước ta buộc ngươi phải thề độc rồi mới nói tin tức này cho ngươi, ngươi sẽ biết, đây là thật. Đỗ Dã Hổ không nói gì. Phong Lâm Thành vực bị diệt vong quả thực không minh bạch. Lão thành chủ Lưu Dịch An đột nhiên bệnh chết cũng là một trong những điểm đáng ngờ. Nhưng toàn bộ Phong Lâm Thành, ngoại trừ Đồng A, không còn một ai sống sót, không có bất kỳ chứng cứ nào. Cũng chỉ có thể là, Đồng A nói cái gì thì là cái ấy. Như vậy, nếu Khương Vọng còn sống, vì sao không tìm mình? Vì cái gì lại một mực chạy tới Tề Quốc ở Đông Vực? Đáp án của vấn đề này, thực ra, không khó đoán. Đoạn Ly lại nói, năm ngoái, khi quốc chiến, Đồng A bị đâm chết ở đầu đường Tân An. Người giết Đồng A để lại một khối ngọc, chính là ngọc bội tùy thân của Đồng A. Người khác không biết khối ngọc kia là của ai, ta nghĩ, hẳn là ngươi phải biết. Đúng thế. Đương nhiên Đỗ Dã Hổ, biết. Trước kia, Khương Vọng gửi thư cho gã, không chỉ một lần khoe khoang viện trưởng coi trọng mình thế nào, thiên phú của mình chắc tuyệt ra sao, sau này sẽ bảo bọc các huynh đệ, vân vân. Mặc dù gã còn chưa kịp nhìn thấy ngọc giác mà tiểu tử kia khoe khoang, nhưng nếu đã dính đến Đồng A, đại khái sẽ không có cái nào khác. Rượu trong máu Đỗ Dã Hổ rút sạch toàn bộ. Nhưng trong lòng gã đang bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Số rượu kia hoàn toàn tưới lên ngọn lửa, thiêu đốt, đau khổ, phẫn nộ. Cho nên, Phong Lâm Thành vực bị hủy diệt là một âm mưu, có liên quan tới Đồng A, cũng có liên quan tới Hoàng đế. Cho nên lão Tam nhà ta một mình chạy tới Tề Quốc ở Đông Vực là vì muốn báo thù. Cho nên, đệ ấy không chịu liên hệ ta là sợ ta xúc động làm ra chuyện sai lầm sao. Đỗ Dã Hổ vừa nghiến răng nghiến lợi nói vừa muốn đứng dậy. Đoạn Ly đè gã lại, nghiêm túc nói, ngươi quên ngươi đã thề gì sao? Đỗ Dã Hổ sửng sốt, lão Tam còn sống. Lão Tam còn sống, muốn một mình báo thù. Nhưng lão đại và lão ngũ đều không có ở đây. Gã vừa mới lấy sự bình an của bọn họ ra để thề độc. Gã ngây ngốc ngồi tại chỗ, cúi đầu, râu ria xồm xoàm đại khái có thể che giấu cảm xúc trên mặt. Hai bàn tay đầy vết chai che kín mặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, thân thể run rẩy nhưng không phát ra tiếng nào. Đoạn Ly cũng trầm mặc thật lâu rồi vỗ vỗ vai gã, nói, Đồng A đã từng dặn dò ta một việc, rằng nếu có một ngày, bí mật Phong Lâm Thành bị lộ, sẽ báo ta giết người. Hiện tại, Khương Vọng đã tham gia Hoàng Hà Hội,
cho thấy bí mật này không thể dối gạt được. Chí ít là không thể dối gạt được chuyện về người này. Với bản lãnh của mình, nhất định Đỗ Như Hối sẽ chôn vùi tất cả manh mối. Khắp thiên hạ chưa chắc có ai tin tưởng Khương Vọng, nhưng ta nghĩ nhất định ngươi sẽ tin tưởng hắn. Đỗ Giã Hổ chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Giọng nói gã tràn ngập hận ý len ra khe hở kẽ tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy chục vạn người kia, các huynh đệ của ta. Rốt cuộc Phong Lâm Thành đã xảy ra chuyện gì? Bạch Cốt Đạo muốn dùng mấy chục vạn người trong Phong Lâm Thành vực để luyện Bạch Cốt Chân Đan, triều đình đã biết manh mối. Trang Cao Tiện vẫn luôn trốn trong thâm cung dưỡng thương, Trang Quốc ẩn núp, yêu thế đã nhiều năm, Trang Cao Tiện cần một viên Bạch Cốt Chân Đan này để khôi phục thương thế, đang lâm động chân. Cho nên, Đỗ Như Hối, Hoàng Phủ Đoan Minh, Đồng A, bọn họ đã ngầm cho phép bi kịch xảy ra. Mọi chuyện chính là như thế, Đoạn Ly nói. Đỗ Giã Hổ ngẩng đầu lên. Đoạn Ly thấy ánh mắt gã vằn vện đầy tơ máu đỏ ngầu. Ta muốn giết bọn chúng. Đỗ Giã Hổ nghiến răng nói. Lão Đoàn, ta nhất định phải giết bọn chúng. Ta muốn từng đao dóc thịt tất cả những kẻ tham dự vào, từng người một. Nhưng ngươi không giết được bọn chúng. Ngươi không giết được ai hết. Đoạn Ly tỉnh táo mà tàn khốc nói. Toàn thân Đỗ Giã Hổ run lên. Đó là hận ý cực hạn. Dù ta có chết, cũng phải cắn một miếng thịt của chúng. Cho dù ngươi chết cũng không làm cho chúng mất một sợi lông nào. Đoạn Ly ngắt lời gã. Ngươi phải sống, Lão Hổ, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi phải sống. Đoạn Ly nói. Vị thống soái Cửu Giang Huyền Giáp đã từng uy phong bát diện này, hiện giờ đã trở thành phế nhân, thở dài một hơi, nói, chắc người truyền tin cho ta mong ngươi có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng ngươi trốn không thoát. Y nói, ngươi trốn không thoát được. Đỗ Giã Hổ. Một Khương Vọng chạy trốn, một Trúc Duy Ngã chạy trốn, cái tên Trang Cao Tiện cay nghiệt vô tình kia sẽ không để ngươi trốn nữa. Từ nơi này tới Tề Quốc quá xa, ngươi trốn không thoát. Chỉ có một biện pháp. Y chậm rãi cúi đầu, ôm lấy Đỗ Giã Hổ, như một người cha ôm lấy đứa con của mình, hai mái đầu ghé sát bên nhau. Chỉ có một biện pháp. Đoạn Ly chậm rãi nói. Gian phòng này, tối nay, vừa có khóc vừa có gào, dày vò cực hạn, người hầu đều bị đuổi ra hết, chỉ để lại hai người đối ẩm. Gian phòng dường như đã được thiêu đốt, dày vò bởi cảm xúc. Lúc này, dường như đã yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau. Biện pháp cướp chó gì vậy? Giọng nói đau khổ của Đỗ Giã Hổ đột nhiên vang lên. Nhưng ngay lập tức bị giọng nói nghiêm nghị của Đoạn Ly áp chế xuống, nhớ lại lời thề của ngươi đi. Chương 1092, bàn luận. Khắp thiên hạ đều đang dồn hết sự chú ý vào Hoàng Hà Hội. Mà tất cả các quốc gia có trí tại Hoàng Hà Hội, đương nhiên người xuất chiến của 6 cường quốc trong thiên hạ là đối tượng chú ý trọng điểm. Nhưng thế gian bao la như thế, không phải tất cả các quốc gia đều có năng lực tình báo quan sát khắp thiên hạ. Xét theo một góc độ nào đó, bản thân năng lực tình báo cũng là một cách biểu hiện sự cường đại của một quốc gia. Có thể nói, Trần Trạch Thanh của Tề Quốc hiểu rõ mục đích xuất chiến của Tần Sở Kinh như lòng bàn tay. Thậm chí cả quá trình diễn biến chi tiết của một trận chiến đấu nào đó, trên cơ bản, chỉ cần bản tình báo này đã từng xuất hiện trước mặt người khác, đều có thể sưu tập hoàn chỉnh. Bản thân chuyện này đã cho thấy Tề Quốc cường đại cỡ nào. Với các thế lực từ nước nhỏ đang từng bước tiến lên như Trang Quốc, có lẽ lực lượng quân sự còn có thể theo kịp được phần nào. Chứ năng lực tình báo chú ý cả thiên hạ thì không thể vượt lên chỉ trong một bước. Việc này cần một thời gian dài để xây dựng. Trên thực tế, rất nhiều tin tình báo khắp thiên hạ của Trang Quốc đều là từ Cảnh Quốc hoặc từ bên Ngọc Kinh Sơn đưa tới. Đương kim Trang Đế là hạng người ôm hùng tâm bừng bừng, Trang tướng cũng có năng lực trác tuyệt, lại lo lắng hết lòng, đương nhiên sẽ không cam lòng. Nhưng nếu nói đúng thì, với thực lực hiện tại, Trang Quốc muốn trải mạng lưới tình báo ra ngoài đông vực quả thực rất khó. Tin tức thù, được nhanh một chút như là Tề Diệt Dương, hung đồ thống lĩnh thu sát quân xuất chiến, Dương Kiến Đức bỏ mình vì nước, Tề hạ chiến tại Kiếm Phong Sơn. Tóm lại, đều chỉ là tin tức đại khái. Khẳng định tin tình báo Trang Quốc nhận được đơn giản hơn nhiều, cũng chậm hơn nhiều so với Cảnh Quốc. Mà cho dù xét thân phận nước phụ thuộc, Trang Quốc cũng không thuộc dạng nghe lời. Năm xưa Trang Thừa Càn đã quen trở mặt vô tình, bây giờ Trang Cao Tiện cũng không phải kẻ hiền hòa dễ cúi đầu. Cho nên, trong số các nước phụ thuộc, tin tình báo Trang Quốc nhận được cũng lạc hậu hơn một chút.
Công tác tình báo của Trang Quốc xưa kia do Phó tướng Đổng A phụ trách. Đổng A chết rồi, cho đến nay vẫn chưa ai có thể gánh vác trọng trách chức vụ Phó tướng này. Thân là đệ tử phó thác cuối cùng của Đổng A, Lê Kiếm Thu vốn luôn hỗ trợ xử lý chính vụ. Hiện giờ, gã và cấp dưới Đổng A cùng xử lý một phần công việc. Việc này đã được quốc tướng Đỗ Như Hối ủng hộ. Nguyên nhân chủ yếu là vì bình ổn chính sự, tiếp theo cũng coi như quốc tướng tưởng nhớ phó tướng theo một cách nào đó, không đến nỗi người đi trả lạnh. Dù người khác nói thế nào đi nữa, Đỗ Như Hối vẫn luôn coi trọng Đổng A, mong đợi người này nhậm chức quốc tướng. Cả triều đều biết rõ việc này. Đương nhiên, rất nhiều quốc sự cực kỳ quan trọng không thể để cho bọn Lê Kiếm Thu nhúng tay. Dù chưa lập phó tướng, nhưng quyền lực và trách nhiệm phó tướng cũng đang từ từ chuyển giao. Có điều, trong giai đoạn quá độ này, hiện nay công tác tình báo ngoài biên cảnh phía Tây Trang Quốc do Lê Kiếm Thu phụ trách. Nói quyền lực và trách nhiệm cực lớn cũng chỉ là nói thôi. Bởi vì vốn dĩ Trang Quốc không có năng lực tình báo ở ngoài biên cảnh phía Tây. Thế hệ trẻ tuổi Trang Quốc nổi bật khả năng chính là mấy người này. Đương nhiên, trong đó Đỗ Dã Hổ có thể bỏ qua không tính, không chỉ là vì người ủng hộ gã đã không còn sức nặng. Nghe được vấn đề của Trang Đế, Lê Kiếm Thu khom lưng thưa, thần đã sửa sang xong danh sách đối thủ đáng chú ý ở Hoàng Hà Hội. Ngoại trừ tin tình báo bên cảnh quốc đưa qua, cũng có một chút do chính chúng ta tổng kết. Dứt lời, y đưa ra một quyển sách. Trang Đế nhận lấy, khen, không dễ dàng. Quả thực là không dễ dàng. Phần danh sách Lê Kiếm Thu đưa lên này, ngoại trừ những người của 6 cường quốc tham dự, còn có cả các quốc gia khác như Ngụy, Hạ, Húc. Mặc dù phần lớn tin tức không đầy đủ, trên cơ bản chỉ giới hạn trong tên và tu vi, nhưng lấy thực lực tình báo ngoài biên cảnh phía Tây của Trang Quốc, có thể gom được đến mức này quả thực đã không dễ. Lê Kiếm Thu thưa, việc này thuộc bổn phận của mình, Kiếm Thu không dám không tận tâm. Trang Đế tùy ý xem qua 2 lần, chuẩn bị đưa cho Đỗ Như Hối thì tay hơi khựng lại một chút. Sắc mặt gã không nhìn ra biểu tình gì, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, khương vọng của tề quốc này, xuất thân ở Trang Cảnh à? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Lê Kiếm Thu cũng không biểu lộ gì, kết hợp với tin tình báo cảnh quốc, thì người này hẳn là sư đệ của thần trong đạo viện Phong Lâm Thành. À, thú vị đấy. Trang Đế nhàn nhạt thả một câu như vậy, vẫn không biết giận hay vui, chỉ đưa phần tình báo này cho Đỗ Như Hối, quốc tướng xem đi. Đỗ Như Hối bất động thanh sắc nhận lấy, nói, Kiếm Thu vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngươi vừa mới mở nội phủ, cần củng cố cảnh giới cho tốt, không thể khinh thường. Tạ ơn quốc tướng quan tâm. Lê Kiếm Thu lại thi lễ với Trang Đế, thần cáo lui. Sau đó, y xoay người rời từ tâm điện. Chờ bóng lưng gầy gò biến mất ngoài điện, Đỗ Như Hối không nói đến chuyện bản báo cáo mà rất tùy ý nói một câu, chuyện Phong Lâm Thành, Đổng A không giấu hắn. Giữa nước và nhà, hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác. Trang Cao Tiện từ chối cho ý kiến, chỉ nói, kết hợp với thời gian người kia nhập tề, hình như khương vọng này đã rời Phong Lâm Thành khi chuyện kia xảy ra. Chỉ là một học sinh đạo viện thành, có thể thoát đi được trong tình huống đó sao? Đỗ Như Hối thông minh cỡ nào, nhắc đến Lê Kiếm Thu chính là lo lắng hoàng đế sẽ không thoải mái. Nhắc một câu là đủ rồi, chỉ khẽ động thánh tâm thôi, chứ lặp đi lặp lại, lại dễ khiến hoàng đế phiền chán. Thuận theo đề tài này, lão nói tiếp, hẳn là che giấu tung tích hoặc che giấu thực lực. Hiện tại hắn có tu vi nội phủ cảnh, tham dự Hoàng Hà Hội, vậy thời gian hắn rời Phong Lâm Thành vực nhất định là trước khi đại trận vô sinh vô diệt mở ra hoàn toàn. Khi ấy, lực chú ý của chúng ta đều dồn vào Bạch Cốt Đạo, nên không để ý đến người này. Suy đoán này rất đơn giản, bởi vì tu sĩ nội phủ cảnh không thể nào xông ra khỏi vô sinh vô diệt trận. Đỗ Như Hối tiếp tục nói, trước đó, thần đã suy đoán, trong Phong Lâm Thành hẳn là còn có người sống, và người này đã giết chết Đổng A. Hiện giờ xem ra chính là cái tên Khương Vọng này. Trang Cao Tiện chỉ nói, nếu hắn giết chết Đổng tướng, vậy chắc chắn hắn biết chân tướng Phong Lâm Thành. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1093, Phản bội. Bệ hạ không cần lo lắng. Đương nhiên Đỗ Như Hối biết rõ hoàng đế học sinh của mình, chậm rãi nói, chiến dịch Phong Lâm Thành là chiến dịch ngài càn quét tà giáo. Trang quốc chúng ta từ trên xuống dưới một lòng, đánh bại âm mưu tà thần hàng thế.
Mặc dù có hy sinh nhất định nhưng sau chiến dịch này cũng đã triệt để xóa sổ Bạch Cốt Đạo. Dù Khương Vọng này tham dự Hoàng Hà Hội, có thể tranh phong cùng thiên kiêu các nước, còn có Tề Quốc làm chỗ dựa, nhưng cũng không thể đả động gì tới chuyện Phong Lâm Thành khi xưa, sự kiện kia đã qua, vĩnh viễn là quá khứ. Đương nhiên Trang Cao Tiện cũng biết đạo lý này, chỉ hỏi thêm hiện giờ có thể tra được nội tình của Khương Vọng này không? Hắn là người sinh trưởng trong địa phận Trang Quốc sao? Hắn che giấu tung tích ở Trang Quốc làm gì? Đỗ Như Hối cười khổ, Phong Lâm Thành đã không còn nữa. Dù hiện tại đoạt lại từ khe hở U Minh, Khương Vọng cũng sẽ không tìm được bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh ra chân tướng. Tương tự như vậy, chúng ta tiếp xúc với hắn nhiều nhất là qua miệng người khác, có được một chút tin tức, muốn tra ra được khi ấy hắn che giấu tung tích làm gì là chuyện không thể. Đương nhiên có thể xác nhận được sự tồn tại của người tên Khương Vọng này. Lúc trước, khi Tam Thành luận đạo, có không ít người thành khác biết Khương Vọng, nhất là tu sĩ Tam Sơn Thành. Ngoài ra, Lê Kiếm Thu cũng từng tiếp xúc với Khương Vọng một chút. Nhưng muốn đào móc ra manh mối sâu hơn để biết vì sao một mình hắn có thể thoát khỏi Phong Lâm Thành vực và làm sao hắn biết được chân tướng thì chẳng khác gì người si nói mộng. Phong Lâm Thành vực bị hủy diệt quá triệt để, không lưu lại bất cứ thứ gì. Phong Lâm Thành, Phong Lâm Thành. Trang Cao Tiện khe khẽ lặp lại hai lần, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi, Đỗ Giã Hổ kia có đáng tin không? Đỗ Như Hối thở dài một hơi, nhà và nước, không phải ai cũng có thể quyết giữ hay bỏ. Đồng A và Lê Kiếm Thu quả thực là hiếm có, ta không hiểu rõ Đỗ Giã Hổ tướng quân, không thể giúp bệ hạ phân biệt. Chuyện liên quan đến Phong Lâm Thành, giữa Lê Kiếm Thu và Đỗ Giã Hổ, lão cũng chỉ có thể bảo đảm một Lê Kiếm Thu. Lê Kiếm Thu vừa là môn sinh cuối cùng của Đồng A, vừa thừa kế thần thông sinh sinh bất tức, kế thừa lý tưởng của Đồng A, gánh lấy một thân tín nhiệm, về công về tư lão rất coi trọng người này. Cuốn sổ kia hai người đều đã xem, tình báo liên quan đến Hoàng Hà Hội đều đang ở ngay trên bàn. Trang Cao Tiện cầm cuốn sổ lên, tiện tay đưa ra, dặn đưa tin tình báo này cho Lâm Chính Nhân, bảo phải đọc cho kỹ. Một tiểu thái giám bước lên, đưa hai tay nhận lấy cuốn sổ, bước nhanh đi. Trang Cao Tiện cười nói với Đỗ Như Hối, Lâm Chính Nhân đã có ước hẹn với cô, để cô xem hắn có thể đạt được thành tích gì trong Hoàng Hà Hội lần này không. Chắc hẳn sẽ không dám cô phụ sự chờ mong của bệ hạ. Đỗ Như Hối đáp. Trang Cao Tiện đột nhiên thở dài một hơi rồi quay lại đề tài lúc trước. Đỗ Giã Hổ tướng quân đã giành được Tỏa Long Quan đầu tiên, là một dũng sĩ, là công thần của quốc gia. Gã lại nói, cần thể diện. Đây chính là kết cục đã định ra cho Đỗ Giã Hổ. Là tự sát, hay là say rượu chết, hay vết thương cũ tái phát. Nghĩ một hồi, kiểu cuối cùng mới là kiểu chết có thể diện nhất. Lúc ấy, trên chiến trường Trang Ung, Trang Cao Tiện gọi một mình Đỗ Giã Hổ đến. Nhưng lúc đó Trang Cao Tiện hoàn toàn không so đo chuyện Đỗ Giã Hổ vô lễ, còn gọi là tráng sĩ, nói rằng không nên trách móc nặng nề. Là một minh quân, y không thiếu thủ đoạn. À, lúc này, Đỗ Giã Hổ chỉ cần không rõ, y sẽ không bao giờ cho phép người này tiếp tục nắm giữ quân quyền. Đồng thời cũng sẽ không để cho người đã xây dựng được căn cơ nhất định trong quân đội này rời khỏi Trang Quốc. Đây cũng là lòng dạ của thiên tử. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, kết cục của Đỗ Giã Hổ đã được định vào lúc này. Trên thực tế, đến giờ Trang Cao Tiện còn chưa biết Đỗ Giã Hổ đã từng có giao tình với Khương Vọng. Một khi biết, đại khái là thể diện cũng không còn. Đỗ Như Hối ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không khuyên, chỉ nói, lão thần sẽ cho người đi an bài. Lão sư, người tự an bài đi. Trang Cao Tiện nhìn về phía lão, chuyện này giao cho người khác ta không an tâm. Đỗ Như Hối vừa muốn lên tiếng, đột nhiên một tên tiền điện thị vệ bước nhanh vào, gấp giọng tấu, khởi bẩm bệ hạ. Thống soái Cửu Giang Huyền Giáp Đoạn Ly âm mưu phản quốc, thiên tướng Đỗ Giã Hổ tự tay bắt được, hiện đã áp giải đến bên ngoài cửa cung. Trang Cao Tiện nhíu mày, sát cơ bùng lên, mà Đỗ Như Hối cũng hoàn toàn thất thố, ngươi nói cái gì? Cả nước đều biết lòng trung thành của thống soái Cửu Giang Huyền Giáp Đoạn Ly. Trên chiến trường Trang Ung, y và thống soái Bạch Vũ quân hạ bạt đao liều chết ngăn chặn thừa đức hầu Lý Ứng của Ung Quốc, nhờ vậy Trang Đế có cơ hội chém được đầu thái thượng hoàng Hàn Ân của Ung Quốc. Sau trận chiến này, hạ bạt đao tử vong, Đoạn Ly bị phế. Từ trên xuống dưới Trang Quốc, ai cũng biết sự tích huy hoàng này. Chí sĩ trung dũng thế này, sao lại phản quốc? Làm sao có thể phản quốc? Thị vệ báo tin quỳ sụp dưới đất, vô cùng sợ hãi. Cũng may,
Đỗ Như Hối thu lại cảm xúc rất nhanh, hỏi nhanh, ở cửa nào? Cửa, cửa Bắc. Điện tiền thị vệ trả lời, gã lại ngẩng đầu, không còn thấy quốc tướng và quốc quân đâu. Cao quý như thiên tử và tướng quốc, lúc nào cũng rất chú ý đến dáng vẻ, dù sao cũng là tấm gương cho thần dân Trang Quốc. Lúc này sao lại thiếu sự uy nghi chứ? Trước kia, khi Trang Quốc còn yếu đuối, Đỗ Như Hối vẫn thường đi Nam đi Bắc, dựa vào thần thông chỉ xích thiên nhai, một người lo việc nhiều người. Hiện giờ, sau một trận chiến Trang Ung, Trang Quốc đã đánh ra được uy phong, cũng chẳng mấy khi lão phải bận bịu như thế. Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, Đỗ Giã Hổ tự tay đưa Đoạn Ly đến ngoài Hoàng Cung Trang Vương, cuối cùng lại được gặp thiên tử. Mặt mũi xồm xoàm râu ria, bắp thịt rắn chắc, hình tượng thô lỗ này của Đỗ Giã Hổ cực kỳ phù hợp với hình ảnh tráng sĩ trong tưởng tượng của mọi người. Lúc này, một tay gã dẫn theo Đoạn Ly, trầm mặc đứng ngoài Trang Vương Cung. Đúng vậy, thực sự đau khổ. So với Đoạn Ly vẫn đang không ngừng dãy dụa thì sắc mặt gã càng tuyệt vọng hơn. Khi Đỗ Như Hối một bước tới bên cạnh, thân ảnh chủ nhân Trang Quốc cũng xuất hiện ngoài cửa cung. Tất cả tướng sĩ Bạch Vũ quân canh giữ bên ngoài cửa cung đều nín thở ngưng thần. Đỗ Như Hối nhìn Đoạn Ly, lần đầu tiên ánh mắt vị lão tướng quốc này có vài phần đau thương. Vì sao? Lão hỏi. Yết hầu của Đoạn Ly đã bị Đỗ Giã Hổ dùng chân nguyên phong bế, cho nên lúc trước không thể rên nổi một tiếng. Đỗ Như Hối trầm giọng, tức giận ra lệnh để hắn nói chuyện. Đỗ Giã Hổ buông lỏng tay, mặc cho Đoạn Ly ngã ngồi xuống đất. Đoạn Ly cũng không bị trói lại, y đã là phế nhân, căn bản không cần trói buộc cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì tới quốc tướng hay Trang đế. Đây cũng là nguyên nhân mà cả Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối chưa bao giờ nghĩ ra nổi nguyên nhân y phản quốc. Một người không còn một tí tương lai nào nữa, từ nay cứ thế an hưởng phú quý không phải tốt hơn sao? Y đã mất hết tu vi, có thể phản đến đâu? Tùy tiện gặp bất kỳ một con hung thú nào cũng có thể mất mạng. Nhưng Đoạn Ly lại hỏi, vì sao? Chương 1094, Hổ Thần. Y nhìn Đỗ Như Hối và quốc quân Trang Quốc sau lưng Đỗ Như Hối, cười hỏi lại, ngươi lại hỏi ta vì sao? Đoạn tướng quân, Đỗ Như Hối lắc đầu, ta hy vọng đây không phải là thật. Đoạn Ly oán hận nhìn Đỗ Giã Hổ, nhưng Đỗ Giã Hổ vẫn cứ âm u đầy tử khí đứng đó không nói lời nào. Cho nên, y quay đầu lại, cười nói, không, đây là thật. Ta mang theo bản đồ bố phòng Vĩnh Xương quân, ta mang theo danh sách gián điệp quân bộ, ta mang theo tất cả cơ mật hạch tâm của Cửu Giang Huyền Giáp. Y nghiêm nghị nói, ta muốn đem toàn bộ đến Ung Quốc. Lúc này, tất cả những thứ Đoạn Ly vừa nói đều nằm trong tay một vị cung vệ. Tất cả đều được đặt trong một cái hộp sắp hỏng, xem vết tích thì hẳn là khi Đoạn Ly bị bắt đã muốn tiêu hủy nhưng đã bị cản lại. Người ngăn cản này đương nhiên chỉ có thể là Đỗ Giã Hổ. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, đại khái lúc này Đoạn Ly cũng không chống chế gì, ngược lại còn có vài phần bất cần, lộn chết chẳng sợ nước sôi. Nhưng dù đã thấy rõ tận mắt, Đỗ Như Hối vẫn khó mà chấp nhận. Lão trầm mặt xuống nhìn Đoạn Ly, nói, Đoạn tướng quân, ta không nghĩ ra, ta không thể hiểu. Lão cả giận, chẳng lẽ bệ hạ hậu đãi ngươi còn chưa đủ sao? Dù ngươi đã bị phế bỏ, nhưng vẫn không mất chức vụ, vẫn là thống soái Cửu Giang Huyền Giáp, ngự tứ y giáp, thêm ba phần bổng lộc. Ngươi có biết, hôm nay bệ hạ còn đang thương lượng với ta, còn tính cho ngươi một chức bá tước. Đổi lại là Đoạn Ly ngày xưa thì đã sớm lệ rơi đầy mặt, nhưng bây giờ, y chỉ muốn cười. Lừa gạt thuộc hạ, để cho thuộc hạ liều mạng đi chịu chết là hậu đãi sao? Chức vụ không mất, nhưng thực quyền đã bị lấy đi trên danh nghĩa điều dưỡng thân thể. Ban thưởng y giáp, lão tử là phế nhân, mặc y giáp ngự tứ để làm gì? Để đi viếng mộ hạ bạt đao sao? Về phần thương lượng ban cho một chức bá tước, còn không phải là Đỗ Như Hối ngươi há miệng nói sao? Con mẹ nó ai mà biết các ngươi có thương lượng hay không? Quốc chiến, kết thúc lâu như vậy rồi giờ mới nói đến chuyện ban tước. Tưởng lão tử vẫn ngốc à? Đoạn Ly muốn cười như điên một trận, muốn chửi ầm ĩ một hồi, nhưng vẫn không ngoài dự đoán, y không nói nên lời. Y không chỉ không nói nên lời, mà còn cúi đầu thật sâu. Đồng thời, nước mắt không tự chủ được lăn xuống. Xem đó chính là lạc đường hối hận, xấu hổ vô cùng. Đỗ Như Hối xoay người sang chỗ khác, một mình tiếp tục đoạn hí kịch này. Quốc tướng đại nhân của Đại Trang quay sang quỳ gối trước quốc quân, buồn bã nói, Đoạn Ly cả đời vì nước, nhất thời hồ đồ.
Dù phạm phải tội không thể tha, nhưng lão thần quỳ xin bệ hạ cho hắn được toàn thây, đồng thời che giấu việc này chớ tổn thương danh tiếng hắn. Quốc quân bệ hạ đại trang thở dài một hơi thật sâu, quốc tướng thương tâm như thế, làm sao cô có thể thờ ơ. Cô đồng ý với tấu này, dù danh tước không thể ban nữa, nhưng cũng không tước đoạt danh phận khi còn sống. Coi như là thành toàn một đoạn tình nghĩa khi sóng vai trên chiến trường Trang Ung. Lão thần, khấu tạ quân ân. Đỗ Như Hối dập đầu thật sâu. Sau đó, lão đứng dậy, tiện tay rút bội đao của một cung vệ đi tới trước mặt Đoạn Ly, nửa quỳ xuống, nửa vịn người, một đao xuyên tim. Một loạt động tác gọn gàng linh hoạt, lại có một loại mỹ cảm lăng lệ. Lão là tướng quốc một nước, có được uy nghiêm và khí độ của mình. Nhưng khi quốc gia cần lão làm một đao phủ, lão sẽ càng giống đao phủ hơn bất kỳ đao phủ nào. Lúc này, lão ôm Đoạn Ly vỗ vỗ sau lưng, xem như lời cáo biệt cuối cùng. Sau đó buông tay, đứng dậy, mái tóc đen được cài châm tỉ mỉ không hề rối chút nào. Đoạn Ly đã là một khối thi thể không còn sinh mệnh, cứ như vậy mềm nhũn ngã vật xuống đất. Không ai biết, vào điểm cuối cùng của sinh mệnh, Đoạn Ly nghĩ gì? Có lẽ là thật sự hối hận, duy chỉ có Đỗ Dã Hổ biết. Gã biết, trước khi chết, nam nhân ngã chết dưới đất như chó này, nhất định đang thầm gào thét trong lòng rằng, Đỗ Dã Hổ, ngươi đã thể. Cho nên, gã không thể ngăn được nước mắt, không thể ngăn được. Gã đã phải dồn hết sức để khắc chế mình không rút đao bổ vào Đỗ Như Hối. Gã thật sự không cách nào ngăn được bi thương. Cũng may, Đoạn Ly đã nói, bi thương không phải vấn đề, tình cảm càng chân thành tha thiết càng không phải vấn đề. Đoạn Ly còn từng nói gì nữa? Đỗ Dã Hổ suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ lại. Giống như tận sâu trong đau hận, gã nhớ lại lời nhắc nhở của tướng quân. À, Đỗ Dã Hổ đột nhiên giống to một tiếng, mắt hổ đẫm nước, Đỗ Dã Hổ ta là nam nhi tốt, trung nghĩa không thể song toàn. Có mặt mũi nào sống chui nhủi trên thế gian? Gã rút yêu đao, trở tay tự chém vào cổ. Một đao kia vô cùng ác độc, tốc độ cực nhanh, không để lại nửa phần cơ hội. Gã thực sự ôm quyết tâm quyết tử, muốn tự sát ngoài Trang Vương cung. Quân đao chém vào cổ trọn vẹn hơn phân nửa, máu tươi chảy ra như thác. Nhưng bị một bàn tay bắt lấy, là tay của Hoàng đế Trang Quốc Trang Cao Tiện. Y vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, tới khi một đao kia của Đỗ Dã Hổ chém xuống một nửa, chỉ một hơi tiếp theo là sẽ chết thật, mới ra tay cản lại. Tay phải của Trang Cao Tiện nắm lấy quân đao của Đỗ Dã Hổ, nhẹ nhàng kéo một cái, đã lấy được đao về. Đồng thời, tay trái nhẹ nhàng phất qua, cầm lại máu cho Đỗ Dã Hổ, làm lành luôn vết thương cho gã. Hồ đồ, y tức giận trách mắng. Vừa ra mặt giận dữ, bỗng hiện rõ uy nghi thiên tử. Dường như đã trấn trụ được Đỗ Dã Hổ ngoan cố muốn chết. Hán tử kia ngẩn người, không biết phải làm sao, trong mắt vẫn đẫm nước. Đỗ Như Hối nhịn không được thầm tán thưởng. Chân hổ tướng, chân nghĩa dũng. Trang Cao Tiện tước lấy đao trong tay Đỗ Dã Hổ, tức giận nhìn gã, chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, nói, ngươi bắt phản tặc vì nước, chính là người trung nghĩa của quốc gia. Quốc gia nuôi hổ sĩ không phải để nhìn ngươi vung đao tự sát. Dũng tướng như ngươi, dù có chết, cũng nên chết trên chiến trường, đổi lấy công huân. Chứ không phải chết ở chỗ này, khiến cho người ta chê cười. Đỗ Dã Hổ vẫn cắn răng không nói gì. Đỗ Như Hối biết gã là hán tử không giỏi nói chuyện, nên bước lên mấy bước, tận tình khuyên bảo, nghĩa có phần lớn nhỏ. Ta biết ngày thường đoàn tướng quân đối xử với ngươi không bạc, nhưng trước đại nghĩa quốc gia không dung được tình cảm cá nhân. Hôm nay ngươi bắt giặc vì nước, chính là hành động của đại trượng phu. Chính là đại nghĩa, sao có thể nói là trung nghĩa không toàn. Tình cảm xưa kia của bổn tướng và đoàn tướng quân cũng rất tốt, hôm nay tự tay giết hắn, chẳng lẽ bổn tướng cũng nên tự sát ở đây như ngươi sao? Đỗ Dã Hổ vẫn không lên tiếng, nhưng cảm xúc trong ánh mắt gã rất phức tạp. Đỗ Như Hối thở dài một hơi, vỗ vỗ vai gã, nói, hán tử tốt. Ta nghĩ đoàn tướng quân trên trời có linh thiêng cũng không muốn ngươi uất ức chết đi như thế. Khi còn sống, hắn không chỉ một lần từng nói với ta, muốn giao cửu giang huyền giáp cho ngươi. Lão quốc tướng nói đến đây thì dừng lại thở dài, danh tiếng sau này của hắn cũng cần ngươi giữ gìn. Dường như câu nói này đã thuyết phục được Đỗ Dã Hổ. Tướng quốc, bệ hạ. Tiếng nói của Đỗ Dã Hổ trầm tới mức gần như thành câm, cũng không biết vì trong lòng đau khổ hay vì yết hầu vừa bị cắt đứt rồi nối lại mà khó nói. Gã nói, Dã Hổ thất lễ.
Quốc chủ Trang Quốc nhìn gã với ánh mắt đầy vị tha của một vị thiên tử anh minh, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, cô chỉ thấy ngươi thật tình, không thấy ngươi thất lễ. Đỗ Giã Hổ cúi đầu xuống, khàn khàn nói, thần, không biết ăn nói, không cần nói gì nữa. Trang Cao Tiện khoan thai nói, về nghỉ ngơi đi, dưỡng tinh thần cho tốt, quốc gia còn cần ngươi, Cửu Giang Huyền Giáp còn cần ngươi, rất nhiều chuyện còn chờ ngươi đi làm. Thần, Đỗ Giã Hổ nhìn lại thi thể của Đoạn Ly một chút, nét đau xót trong mắt không giả được. Thần xin được an táng Đoạn Ly. Trang Cao Tiện chỉ nói, chuẩn. Biểu hiện khoan dung độ lượng hôm nay của quốc chủ Trang Quốc tất nhiên sẽ được truyền tới tai mỗi một vị thần tử. Thật là minh quân. Đỗ Giã Hổ chậm rãi bước tới, ôm lấy thi thể Đoạn Ly, lại liếc nhìn đao trong tay Trang Cao Tiện. Quả là không biết lễ phép. Trang Cao Tiện cũng không so đo, chỉ ấm áp nói, đao này đã làm tổn thương chủ nhân, không may mắn, ngươi không nên dùng nữa. Lát nữa tới nội khố của cô tự chọn lấy một thanh bội đao. Cung vệ và tướng sĩ Bạch Vũ Quân ở đây đều hâm mộ không thôi. Người này lại được bệ hạ ân sủng đến thế. Đỗ Giã Hổ suy nghĩ một lát, sau đó ôm Đoạn Ly cúi đầu thưa, tạ ơn bệ hạ. Sau đó, gã chẳng nói gì nữa, lẳng lặng ôm thi thể của Đoạn Ly rời khỏi Trang Vương Cung. Chờ thân ảnh khôi ngô ôm thi thể đi xa. Đỗ Như Hối thi lễ, lão thần chúc mừng bệ hạ. Ồ, Trang Cao Tiện xoay người đi vào trong cung, hôm nay máu tưới cửa cung, không biết có chuyện gì vui. Đỗ Như Hối đi theo sau lưng, nói, bệ hạ mới mất một vị túc tướng, lại có được một vị hổ thần. Có thể thấy thiên mệnh đang ở Trang Quốc ta, không để ta suy. Trang Cao Tiện dừng bước, thật lâu sau mới thở dài nói, nhờ có ngài, lão sư. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1095, không đúng. Chuyện Đoạn Ly phản quốc, ngay cả trong Trang Quốc cũng không gây nên sóng gió gì, chứ đừng nói ảnh hưởng đến những nước khác. Đã từng là một thống soái Cửu Giang Huyền Giáp khiến người ta nghe tên đã phải sợ mất mật, về sau chỉ là một phế nhân chẳng còn chút tu vi nào mà thôi. Vẫn có vinh dự, vẫn có chức vụ, nhưng trong thế giới siêu phàm, đã chẳng còn chút địa vị nào nữa. Theo thông tin được truyền ra ngoài, y chết là vì vết thương cũ tái phát. Đại khái ngoại trừ những tướng sĩ Cửu Giang Huyền Giáp ra thì cũng không ai có thể truy cứu nguyên nhân chuyện này. Tóm lại triều đình đã nói như vậy, thì chuyện chính là như vậy. Triều đình chắc sẽ không lừa gạt người. Tướng quân Đoạn Ly một đời vì nước, vinh dự đầy người, dù chết cũng không có gì hối tiếc. Y không vợ không con, coi quân doanh là nhà. Tang lễ của y do Đỗ Giã Hổ tổ chức. Tang lễ có hơi gấp gáp, mới chết hôm trước, hôm sau đã đình quan rồi hạ táng luôn. Tang lễ rất đơn giản, cử hành ngay trong quân doanh, nhưng lại rất long trọng. Hôm đưa tang y, toàn quân Cửu Giang Huyền Giáp xếp hàng phúng viếng, tướng quốc tự mình đến kính vãn, quốc quân cũng có lòng ban thưởng. Càng đừng nói đến quân trưởng, quận phủ, ti thủ của tập hình ti. Cũng không có gì hối tiếc. Rất nhiều người cảm thán, Đoạn tướng quân sống không uổng. Vết thương cũ tái phát là một cái chết rất có thể diện. Trong số những tướng quân liều mạng trên sa trường, cái chết kiểu này rất thường gặp. Có lẽ Đoạn Ly cũng đã tự mình tiếp nhận. Dù sao y vốn cầu một án phạt ngũ mã phanh thây. Khách quan thì vết thương cũ tái phát cũng rất trùng hợp. Đỗ Giã Hổ không biết, chuyện này vốn dĩ là cách chết mà Trang Cao Tiện an bài cho y. Việc trùng hợp đen tối này đương nhiên cũng không phải là điều may mắn gì cả. Chẳng qua cho dù có biết hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người chết không thể sống lại, mà gã cũng không thể quay đầu. Sau khi chôn cất Đoạn Ly xong, mọi người phát hiện tướng quân Đỗ Giã Hổ hình như đã thay đổi thành một con người khác. Gã không còn uống rượu mỗi ngày, không hề, mỗi giây mỗi phút chỉ muốn ra chiến trường. Gã bắt đầu chỉnh đốn quân vụ, bắt đầu giúp Dương Doãn phó tướng thu gom quyền lực, bắt đầu tích cực tranh đoạt tương lai cho Cửu Giang Huyền Giáp. Luận công huân, trong trận chiến Trang Ung lần trước, gã đã giành được Tỏa Long Quan trước, cắm chiến kỳ của Trang Quốc trên cổng thành. Một câu chuyện nhục nhã trăm năm, hôm nay xin trả đủ. Kia đến giờ vẫn là một câu chuyện khiến người ta kể cho nhau nghe say sưa. Bàn về thực lực, đi theo con đường binh gia, mỗi một trận chiến mà gã tham gia, sự hung hãn không sợ chết của gã đã sớm nổi tiếng trong quân. Lúc gã có tu vi đằng long cảnh,
có rất nhiều người không phục việc gã trở thành thiên tướng thứ 5 của Cửu Giang Huyền Giáp. Sau khi tham gia mấy trận chiến cùng gã thì bất cứ ai không phục cũng đều phục cả. Không ai có thể liều mạng như gã, người khác liều mạng là để kiếm công danh, nhưng dù sao cũng có giới hạn. Còn gã liều mạng, giống như thật sự không cần mạng. Cho đến hiện tại, gã đã đạt đến nội phủ cảnh, bên trong Cửu Giang Huyền Giáp chẳng còn ai dám có ý kiến gì với gã nữa. Những thiên tướng khác, so về tu vi đều thâm hậu hơn gã, nhưng bàn về chuyện liều mạng thì cũng khá kiêng kỵ không tiện nói rõ. Thứ duy nhất Đỗ Giã Hổ thiếu chính là tư lịch, nhưng dưới sự cho phép của chủ soái Đoạn Ly Cửu Giang Huyền Giáp thì thứ tư lịch này cũng đã được bổ sung. Sau khi Đoạn Ly qua đời vì vết thương cũ tái phát, vị trí chủ soái đời tiếp của Cửu Giang Huyền Giáp vẫn chưa được quyết định sẽ giao cho ai. Có rất nhiều người nói, chuyện này là do triều đình cố ý gây nên, chính là để chờ Đỗ Giã Hổ. Chờ gã ngày một mạnh hơn, chờ gã nhận được sự tán thưởng của nhiều người hơn. Ở tang lễ Đoạn Ly, tướng quốc đã nhiều lần nói chuyện riêng với Đỗ Giã Hổ, đây cũng được coi là một biểu hiện của hướng gió. Đương nhiên, chuyện này có người tin thì cũng sẽ có người không tin. Lúc này, Đỗ Giã Hổ đang ngồi một mình trong quân trướng. Kết thúc một ngày quân diễn, người không muốn suy tư nhất lúc này lại đang lặng lẽ suy tư. Sau này sẽ không còn ai nghĩ biện pháp giúp gã nữa. Phó tướng Dương Doãn rất tốt, rất thông minh, nhưng có một số vấn đề không thể hỏi Dương Doãn, ít nhất thì bây giờ chưa được. Bản thân gã cũng không thông minh lắm, lúc ở Phong Lâm Thành, Tiểu Ngũ suốt ngày cười nhạo gã, gã chỉ có thể vừa xấu hổ vừa tức giận đấm y. Nhưng có lẽ, nếu dựa theo những lời Đoạn Ly đã nói để làm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bên cạnh là một vò rượu, hôm nay gã không hề uống một hớp rượu nào. Chỉ thỉnh thoảng liếc một hai cái, để thỏa cơn nghiền mà thôi. Cảm giác con sâu rượu quấy nhiễu rất khó chịu, nhưng từ nay gã không dám uống say nữa. Gã đã đồng ý với Đoạn Ly, tướng quân. Trướng mảnh chuyển động, một bóng người chắc nịch chui vào. Cái mặt hàng khờ khạo Triệu Nhị Thính này, chưa báo cáo tiếng nào đã đi vào rồi. Đỗ Giã Hổ trước đây không thèm để ý đến chuyện này, chỉ có Dương Doãn vẫn luôn có ý kiến, nhưng hiện tại gã cảm thấy vẫn nên lập lại quy củ một chút. Đoạn Ly đã nói, chuyện quan trọng nhất trong luyện binh chính là quy củ. Không biết vì sao, trước kia căn bản không nghe lọt những lời này, nhưng sau khi Đoạn Ly chết, chúng lại hết lần này đến lần khác hiện lên, càng lúc càng rõ ràng. Đoạn Ly nói có đúng không? Ta còn sống, hẳn là chúng có tác dụng chứ. Sau khi Triệu Nhị Thính bước vào, chỉ sững sờ, ngẩn người nhìn Đỗ Giã Hổ, vẫn không hề nói lời nào. Chính là quy củ mà Đỗ Giã Hổ muốn, đúng là hơi nhức đầu một chút. Sao vậy? Gã hỏi kẻ lỗ mãng này, ngài không nên bắt đoàn tướng quân. Triệu Nhị Thính bỗng nhiên nói, đứa ngốc. Đỗ Giã Hổ buồn bực nói, lại nghe lời nói nhảm từ đâu thế? Lúc Trương Thiên Tướng uống rượu, cùng với những lời hắn nói lúc ở trong trướng của ngài. Triệu Nhị Thính cứng cổ nói, bọn họ đều nói ngài bắt đoàn tướng quân để đổi lấy vinh hoa phú quý. Bất kể thân sơ, đúng là không biết xấu hổ. Điều khiến Triệu Nhị Thính không ngờ chính là một Đỗ Giã Hổ tính tình nóng nảy vậy mà lại không lập tức nổi giận. Ngược lại hỏi, còn gì nữa không? Triệu Nhị Thính nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta cũng cảm thấy tướng quân làm vậy là không đúng. Đoàn tướng quân cho dù có tội thì cũng không nên là do ngài bắt. Đoàn tướng quân đối xử với ngài rất tốt. Một cái vò rượu bay đến. Y thuần thục tránh được. Vò rượu vỡ nát trên mặt đất, nhất thời mùi rượu lan ra bốn phía. Lãng phí. Triệu Nhị Thính nghĩ, cút con mẹ ngươi đi. Chương 1096, Tống Tang. Hồ tướng quân quen thuộc đã trở lại rồi. Đỗ Giã Hổ gào thét, lão tử có hỏi ngươi cảm thấy như thế nào không? Ngươi cái đứa khờ khạo ngay cả mặt chữ cũng chả nhận ra được mấy chữ, cảm thấy thế nào cái rằm ấy? Triệu Nhị Thính rụt đầu lại, không biết vì sao, gã bây giờ ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ủy khuất lắp bắp nói, là ngài hỏi ta trước. Đỗ Giã Hổ còn muốn đánh y, nhưng nhìn quanh một chút thì thấy trong tay đã chẳng còn vò rượu nữa, muốn ném đống binh thư xem không hiểu gì trước mặt qua, nhưng nghĩ một chút vẫn không ném chúng. Chỉ tức giận nói, lão tử hỏi là hỏi Trương lão cẩu kia còn nói gì nữa không? Triệu Nhị Thính gãi gãi đầu, hình như chỉ nói như vậy thôi. Chuyện kế, tiếp tướng quốc áp bức, có lẽ họ Trương cũng không dám nhiều lời. Nhìn Triệu Nhị Thính ngơ ngác đứng đó, Đỗ Giã Hổ tức giận, lắc lắc tay, cút đi. Cút, cút ngay,
Triệu Nhị Thính lại bày ra dáng vẻ rất kiêu ngạo, xoay người một cái đi ra ngoài. Đợi đã. Đỗ Giá Hổ gọi y lại, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, sau này đừng nói với ta những chuyện ở Phong Lâm Thành nữa. Những chuyện đó, ngươi phải chôn kỹ trong lòng. Vậy thì tốt quá. Triệu Nhị Thính vui vẻ ra mặt, ta đã sớm nói đến mắc ói rồi. Nếu không phải sợ bị ngài đánh. Gã ngậm miệng, Đỗ Giá Hổ âm trầm, hút. Triệu Nhị Thính vén trướng mành lên, tê dại rời đi. Trước mành trướng ngừng chuyển động, Đỗ Giá Hổ lại thở dài một hơi. Nếu như Tiểu Ngũ còn sống thì tốt rồi, gã cần gì phải suy nghĩ. Căn cứ vào những lời mà Đoạn Ly đã nói, thật ra biện pháp tốt nhất chính là giết chết Triệu Nhị Thính, người chết thì mới có thể giữ được bí mật. Triệu Nhị Thính chết rồi, cảm tình giữa gã và Khương Vọng sẽ không bị người khác biết được. Nhưng gã không xuống tay được, nếu không thì một vò rượu bay qua lúc nãy, Triệu Nhị Thính sẽ biến mất. Cũng may lúc gã khờ này sửng sốt thì cũng rất nghe lời. Chuyện y đã đồng ý, chỉ cần có thể làm được là sẽ làm, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Đỗ Giá Hổ vuốt vuốt đầu, bắt buộc chính mình phải đọc cuốn binh thư kia. Mẹ nó, đây là chữ gì? Ngựa hay bốn? Hai chữ phá ở chung với nhau, người ta đọc thế nào chứ? Gã tức giận, Dương Doãn chó chết này, không biết đường mà còn không chịu chú thích. Đang lúc buồn bực, gã đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay bắt lấy thanh giản. Nhất thời khí huyết quấn thân, sát khí ẩn hiện. Gã đã lấy được một thanh bảo đao từ kho của thiên tử, nhưng lại không dùng, mà chỉ treo trong nhà. Sau khi Đỗ Tướng Quốc nhìn thấy thì đã phê bình gã, nói gì mà phải lấy đao ra dùng, nhưng rõ ràng cũng rất vui vẻ. Còn thanh giản này là do Đoạn Ly để lại. Vốn có một đôi, nhưng một thanh đã bị hủy ở chiến trường Trang Ung rồi, bị thừa đức hầu Lý Ứng của Ung Quốc chém nát. Song giản có tên là Thủ Địch, lúc đầu Đoạn Ly không thể cầm nó thắng địch, bây giờ chỉ còn một thanh, có lẽ nó phải được gọi là tống tang mới đúng. Đưa tang, gã nghĩ, mình quả thật cũng nên đưa tang cho Đoạn Ly, nên gọi như vậy đi. Bây giờ Đỗ Giá Hổ mang theo thanh giản tống tang, người như ác hổ, thế như hung thần. Sát khí gầm gào dâng cao, bao phủ toàn quân trướng. Trong sát khí đậm đặc, có một con hạc trắng nhỏ chui ra. Hạc trắng kia bay giữa không trung, mây trắng chuyển động, hóa thành một thân ảnh phiêu nhiên xuất trần. Người kia nhìn Đỗ Giá Hổ, giọng nói lành lạnh êm tai, Đỗ tướng quân, ta không có ác ý. Đỗ Giá Hổ cầm thanh giản, mặt giữ vô tình. Không mảy may bởi vì dung nhan thanh lệ tuyệt luân của đối phương mà cho đối phương bất cứ ưu đãi gì, chỉ lạnh lùng nói, thời gian ngươi có thể dùng để giải thích không nhiều lắm. Tại, hạ là Diệp Thanh Vũ, là bằng hữu của Khương Vọng. Nữ tử hóa từ mây này nói, chuyến này đến là để giúp ngươi. Đỗ Giá Hổ im lặng không nói. Diệp Thanh Vũ nhìn vị hán tử hung thần ác sát này, đành phải nói tiếp, trước đó Khương Vọng có đưa tin cho ta, nói hắn phải lập tức tham gia Hoàng Hà Hội, có một số việc sẽ không thể giấu giếm được. Ngươi ở lại Trang Quốc có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên nói ta đến đón ngươi đi. Ý tốt của các ngươi, Đỗ Mỗ tâm lĩnh. Đỗ Giá Hổ hờ hững nói, mời về cho. Muốn dùng Vân Hạc đưa tin, vốn là cần một chút thời gian. Thỉnh thoảng gặp phải một chút chuyện ngoài ý muốn sẽ bị đánh tan, để tụ lại cũng cần thời gian. Lúc Diệp Thanh Vũ nhận được tin cũng hơi muộn một chút, hôm qua nàng đã tới thành Cửu Giang rồi, nhưng đến đêm nay mới tìm được cơ hội, một mình đến tìm Đỗ Giá Hổ. Trong thư Khương Vọng có nói, Đỗ Giá Hổ hoặc là nói gì nghe nấy, hoặc là không nói hai lời sẽ đi đến Tân An Thành, nhưng lại không hề nhắc đến phản ứng này của Đỗ Giá Hổ. Ta đúng là bạn của Khương Vọng, ta có rất nhiều biện pháp có thể chứng minh. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút, đưa tay lấy thư ra, nhẹ nhàng bắn về phía trước. Khương Vọng nói những chuyện trên này đều là những chuyện mà chỉ các ngươi mới biết, ngươi nhìn sẽ biết. Nàng lại nói, đi với ta đến Vân Quốc, ta có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Sau đó có thể tìm một cơ hội, sắp xếp cho ngươi đến thương đội ra biển, lặng lẽ đưa đến Tề Quốc. Nhưng Đỗ Giá Hổ cũng không thèm nhìn nội dung viết trên bức thư kia, chỉ nói, quân doanh là nơi trọng địa, cô nương không muốn gặp rắc rối, thì nên nhanh chóng đi đi. Lá thư kia bay đến trước mặt gã, lại từ từ rơi xuống, rơi trên mặt đất. Khương Vọng không hề nói huynh đệ của hắn sẽ có thái độ như thế này. Diệp Thanh Vũ hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không hề từ bỏ, nói vòng qua chuyện khác, nếu ngươi có gì không yên lòng thì cũng đừng ngại nói cho ta biết, vấn đề gì chúng ta cũng có thể giải quyết được. Ngươi có đi không? Đỗ Giá Hổ lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đã nhận được sự ủy thác của người khác,
nên không muốn so đo với ngươi. Ngươi tốt nhất đừng ép ta. Diệp Thanh Vũ có chút buồn bực. Nghĩ đến nàng có thân phận bực nào, chưa có ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Nàng có ý tốt đến hỗ trợ, nói chuyện nhỏ nhẹ ôn tồn, hán tử hung dữ này không biết điều thì thôi lại còn muốn động thủ với nàng. Giọng nói của nàng cũng chứa chút tức giận, Khương Vọng nói, nếu như ngươi không muốn, ta có thể mạnh mẽ mang ngươi đi. Nguyên văn lời Khương Vọng nói là nếu Đỗ Giã Hổ không thể tự khống chế, thì cũng đừng nên xách đao đến Tân An thành liều mạng, cứ mạnh mẽ trói hắn lại mang đi, mang về Vân Quốc giam lại rồi nói sau. Bây giờ mặc dù Đỗ Giã Hổ không có ý định đi Tân An thành liều mạng, nhưng lại muốn liều mạng với ta thì cũng không khác lắm. Nghe thấy lời này của Diệp Thanh Vũ, Đỗ Giã Hổ nhấc thanh tống tang giản lên, trong thoáng chốc huyết khí tuôn trào, phía sau lưng ngưng tụ thành hình dạng một con ác hổ. Khiến ngươi thất vọng rồi, gã đã hoàn toàn triển khai tư thế chiến đấu, dùng con ngươi ngập tràn sát khí nhìn Diệp Thanh Vũ, ngươi cơ bản không làm được. Tu vi này, chiến lực này, không giống với những gì Khương Vọng đã nói. Không phải là tu vi đằng long cảnh, chỉ cần tùy tiện cũng có thể quật ngã sao? Khương Vọng ơi Khương Vọng, muốn ta nói với ngươi thế nào đây? Người này đã hoàn toàn không phải là người ở trong trí nhớ của ngươi nữa rồi. Diệp Thanh Vũ thật ra cũng không sợ người này, thần thông vân triện của nàng vô cùng diệu dụng, đấu tay đôi với ai cũng không sợ. Hơn nữa, nếu không phải sợ gây ra động tĩnh quá lớn thì nàng có thể tiện tay ném ra mấy trăm cơ quan khôi lỗi. Nhưng vấn đề chính là ở hai chữ động tĩnh. Nơi này là quân doanh của Cửu Giang Huyền Giáp, cũng là trọng địa của Trang Quốc. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn, đúng là không có biện pháp thu dọn. Ngươi sao lại không chịu nghe lời khuyên vậy? Diệp Thanh Vũ buồn bực nói, Khương Vọng gánh vác nhiều như vậy, sống sót gian khổ như vậy, ngươi là huynh đệ của hắn, không thể gánh vác một chút hay sao? Nói nhảm ít thôi. Đỗ Giã Hổ sải bước tiến về phía trước, cầm theo tống tang giản, hùng hổ nói, cái tên Khương Vọng không biết xấu hổ đó, vong ân phụ nghĩa, không cha không quân, bán nước cầu vinh. Từng kết bái huynh đệ với hắn chính là chuyện sỉ nhục lớn nhất đời này của ta. Nếu ngươi còn dám nhiều lời thêm một câu, ta sẽ gọi đại quân đến, vây giết ngươi. Tốt, tốt lắm. Diệp Thanh Vũ đã thật sự nổi giận, lời nói không hề. Băn khoăn nữa, bớt đi gánh nặng là ngươi, ta thay Khương Vọng cảm thấy ung dung. Ngươi cứ làm chó săn cho triều đình Trang Quốc đi. Tương lai nếu có xung đột vũ trang, ngươi đừng có. Chó mừng vẫy đuôi với hắn là được. Nói xong, ngươi cũng biến mất khỏi quân trướng. Đỗ Giã Hổ nhẹ nhàng phá đi pháp trận che giấu mà Diệp Thanh Vũ bày ra trước đó. Gió đêm bên ngoài quân trướng, thổi bay màn trướng. Người kia đã đi xa. Đỗ Giã Hổ thu hồi huyết sát khí, cúi người xuống, nhặt lá thư rơi trên mặt đất kia lên. Một đêm này, đèn trong quân trướng của Đỗ tướng quân sáng cho đến khi trời sáng. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1097, vui vẻ hòa thuận. Ninh Kiếm Khách thật sự là một đối thủ vô cùng tốt. Về mặt kiếm thuật, đúng là có phong thái tông sư. Hơn nữa khi nàng bỏ qua hóa giải kiếm thuật, từ bỏ chuyện thăm dò kiếm thuật của đối phương, mà chỉ chăm chú vào việc phân thắng bại thì thực lực kinh khủng đã đạt đến nội phủ đỉnh phong. Mấy ngày qua, hai người giao chiến 15 lần, Khương Vọng thắng 9 thua 6. Trong lúc chiến đấu, Khương Vọng sử dụng toàn bộ thủ đoạn ngoại trừ lạc lối, có lẽ Ninh Kiếm Khách cũng không giữ lại quá nhiều chiêu thức. Danh hiệu mạnh nhất nội phủ trong mấy ngày này không ngừng thay đổi người, đúng là làm cho người ta nhìn mà hoa mắt. Nhưng cũng chỉ thay đổi giữa Độc Cô Vô Địch và Ninh Kiếm Khách mà thôi. Chẳng qua đối với bản thân Ninh Kiếm Khách, càng chiến đấu thì nàng lại càng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng mà đối thủ mang đến. Nàng liên tục dùng đến tuyệt kiếm thuật địa chấn nhưng cơ hội thắng lại càng lúc càng xa vời. Bản thân nàng trong lúc chiến đấu những ngày qua đã tiến bộ rất nhanh, nhưng tốc độ tiến bộ của Độc Cô Vô Địch lại càng kinh khủng hơn. Đây là đối thủ đầu tiên khiến nàng cảm thấy kính sợ bởi kỹ năng chiến đấu tài tình. Thật ra lực lượng của đôi bên trong chiến đấu lại gần như tương đương, mặc dù tốc độ tiến bộ của Khương Vọng trong những ngày qua nhanh hơn một chút, cũng không phải quá nhanh. Sở dĩ khiến cho Ninh Kiếm Khách càng ngày càng cảm thấy áp lực là vì hắn luôn dốc toàn lực chiến đấu, hoàn toàn bổ khuyết cho Chi Kiến trong chiến đấu tay đôi. Chi Kiến có ý nghĩa thế nào với lạc lối, không cần nói cũng biết. Về việc nàng sẽ chiến đấu tiếp như thế nào, Khương Vọng càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, phán đoán cũng ngày một chuẩn xác.
do đó từng bước phá đi cơ hội thắng của nàng. Lại nói chuyện này thật rất giống tiễn thuật của Lý Long Xuyên. Thời gian càng lâu thì sơ hở của đối thủ lại càng hiện ra rõ ràng trong mắt gã, cuối cùng là một mũi tên định sinh tử. Cho nên kẻ địch của Thạch Môn Lý Thị từ trước đến nay đều tận lực tránh việc chiến đấu với người Lý gia, hoặc là trốn tránh, hoặc là vừa gặp liền quyết phân sinh tử. Dù kết quả giống nhau, nhưng việc biết sự lựa chọn của đối thủ và việc phát hiện sơ hở của đối thủ không phải là giống nhau. Mặc dù Khương Vọng từ đầu đến cuối vẫn chưa sử dụng thần thông lạc lối, nhưng trong chiến đấu, không ngừng tấn công khiến cho đối phương làm ra lựa chọn mà mình muốn, từ ý nghĩa nào đó thì chính là vận dụng lạc lối. Chẳng qua chuyện dẫn dắt này là một loại khảo nghiệm đối với việc đấu trí, rất dễ bị phát hiện, cũng dễ bị kháng cự hơn. Rốt cuộc thì vẫn không bằng thần thông lạc lối. Nếu như hiện tại hai người đang trong trận chiến sinh tử, Khương Vọng chỉ cần sử dụng thần thông lạc lối, nếu đối phương không còn che giấu thủ đoạn tuyệt sát nào khác, căn bản đã có thể phân ra thắng bại, chứ không phải như bây giờ, vẫn phải tiếp tục giằng co. Chiến đấu xảy ra trong tinh hà. Khương Vọng nắm lấy cơ hội, dùng một đạo bất chu phong, cắt đứt tay phải của Ninh Kiếm Khách, sau đó lùi về sau một bước, rất lễ phép nói, đa tạ. Hoàn toàn không giống kẻ ngông cuồng lúc trước nhếch mép nói, không phục thì đánh tiếp. Ninh Kiếm Khách dùng tay trái tiếp được trường kiếm, hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đài luận kiếm. Hừm, đúng là không có phong độ. Khương Vọng lắc đầu cảm khái một câu. Thắng bại giữa đôi bên dừng lại ở tỷ số 10 thắng, 6 thua. Phong độ hay không phong độ, thật ra cũng không quan trọng. Điều hắn yêu cầu là một người bồi luyện hợp cách, Ninh Kiếm Khách không thể nghi ngờ chính là một người hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, thái độ cho dù kém một chút thì cũng không sao. Đại nhân phải có đại lượng, người khiêm tốn không để tâm đến việc phải chịu nhục. Từ đài luận kiếm trở về không gian phúc địa, Khương Vọng suy nghĩ một chút, thuận tay gửi một lời mời quyết đấu cho Chân Vô Địch và Linh Nhạc. Chân Vô Địch đương nhiên thấy mà làm ngơ, nhưng Tả Quang Thủ thì lập tức ứng chiến. Đài luận kiếm lại lần nữa gào thét dựng lên, bay vào trong tinh hà. Lại nói tiếp, trước đó vài ngày, sau khi Sở Quốc quyết định người xuất chiến ở nội phủ cảnh xong, Khương Vọng vốn định tìm thời gian an ủi Tả Quang Thù một chút, là người từng trải nhiều kinh nghiệm, tiến hành chỉ điểm cho nhân sinh của tiểu thiếu niên kia. Làm chuyện tốt không nề hà mà thôi, nhưng sau đó lại gặp được Ninh Kiếm Khách, luận bàn vô cùng sung sướng nên hắn quên mất chuyện này. Hy vọng mất bò mới lo làm chuồng, lúc này vẫn chưa muộn. Tinh hà lộng lẫy, đài luận kiếm vừa mới kết hợp xong, Khương Vọng còn chưa kịp chào hỏi, trước mắt đã xuất hiện một biển nước. Vừa bắt đầu chiến đấu, Tả Quang Thủ đã lập tức bùng nổ. Không đánh cho y phục thì đoán chừng không thể nói chuyện cho tốt được. Khương Vọng đã có kế hoạch trong đầu, trực tiếp thở RQ một hơi, bất chu phong từ thân lên, ngọn gió màu trắng kia trong nháy mắt đã thổi tan toàn bộ sóng lớn dâng đến. Đồng thời hai tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Với trình độ hiện tại của hắn, chỉ trong 3 hơi thở đã có thể hoàn thành hỏa giới thuật. Còn chuyển sát chiêu bất chu phong thành phòng ngự, chẳng qua là muốn chống đỡ qua khoảng thời gian 3 hơi thở này, thật sự không hề khó. Tả Quang Thù mặc giáp điều khiển chiến xa, trong khoảng thời gian 3 hơi thở này, ước chừng quăng ra 30 môn đạo thuật. Chúng không hề quấy nhiễu lẫn nhau mà ngược lại hỗ trợ nhau, đủ thấy thiên phú thủy hành của y kinh khủng đến mức nào. Nhưng toàn bộ đều biến mất trước bất chu phong mà Khương Vọng phóng ra lúc trước. Mà sau 3 hơi thở, hỏa giới đã thay thế thủy giới. Trong vô số tiếng hú gọi của Diễm Tước, Khương Vọng cưỡi lửa bay đến, dùng một tay kéo Tả Quang Thù xuống khỏi chiến xa Hà Bá, đánh gãy thuật pháp tiếp theo của y, cười to nói, ngươi thua. Tả Quang Thù hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Chẳng qua chiến giáp thủy quang liễm diễm và áo choàng xanh thẫm trên người y cũng đã biến mất, thu hồi thần thông Hà Bá. Trên mặt không thể hiện gì, nhưng y cũng biết là mình đã thua. Khương Vọng buông thiếu niên ra, nắm chặt một tay, thu hồi hỏa giới vào trong lòng bàn tay. Thế giới hình cầu đỏ như lửa kia phát sáng rực rỡ trong tay hắn, lắc lư trước mặt Tả Quang Thù một hồi, rồi mới chậm rãi biến mất. Thế nào? Khương đại ca bày ra dáng vẻ đại ca, thân thiết cười hỏi, mấy ngày không gặp, sao mà nóng nảy vậy? Có chuyện gì sao? Tả Quang Thù khó chịu, không có chuyện gì thì ta còn bận đi đánh trận khác. Có chuyện, Khương Vọng vội vàng ngăn cản, cười nói, ta không phải là nghe lời ngươi, tham gia Hoàng Hà hội sao? Ngươi xem, hiện tại ta đã được chọn. Chẳng lẽ ngươi không có đề xuất gì muốn nói cho ta sao? Khương Vọng hiện tại đã quen với tính cách của Tả Quang Thù.
Nếu ngươi coi y là tiểu hài tử để dỗ thì y sẽ rất khó đối phó, y sẽ đối nghịch với ngươi. Nhưng nếu ngươi coi y là người lớn, thương lượng chuyện chính sự, y sẽ vô cùng hài lòng mà đưa ra cống hiến. Nghe lời ấy, Tả Quang Thủ quả nhiên không còn muốn xoay người rời đi nữa. Dù sao thì y và họ Khương này cũng rất thân, nếu đổi lại là người khác, y căn bản chẳng muốn nói một lời. Nhưng nếu là Khương Vọng, thì y cũng nguyện ý giúp một chút. Vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiểu thiếu niên mới nói, tình báo của Sở Quốc, ta không thể cho ngươi. Nhưng những quốc gia khác, ta có thể nói cho ngươi một chút. Là một thiếu niên rất có nguyên tắc, Khương Vọng thầm khen một tiếng. Thật ra tình báo mà Trần Trạch Thanh thu thập đã đủ cặn kẽ rồi, nên có đều đã có. Khương Vọng chẳng qua chỉ tìm cớ để nói chuyện với tiểu tử này mà thôi. Trên thực tế cũng không mong đợi gì, nhưng trên mặt lại cười vô cùng rực rỡ, ta cầu còn không được, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Tả Quang Thù từ trước đến nay rất thích dáng vẻ chăm chú lắng nghe mình nói chuyện của Khương Vọng. Bởi vì Khương Vọng có đôi lúc rất giống Tả Quang Liệt. Điều này khiến y có một loại cảm giác giống như gặp ca ca. Đương nhiên tâm tình này, y chẳng bao giờ nói với bất kỳ ai. Y lập tức hất cằm lên, miễn cưỡng nói. Y vốn muốn tham gia Hoàng Hà Hội, về tình báo của đối thủ, đều là Tả gia thu thập cho y. Hiện tại nói với Khương Vọng, cũng khá rõ ràng. Mà Khương Vọng tập trung tỉnh thần lắng nghe, thỉnh thoảng tán thưởng một câu, Tả thị đại sở quả thật là danh môn thiên hạ. Tả nhị công tử mặc dù ngoài mặt chẳng thèm quan tâm, nhưng lại không tự chủ được tăng cao âm lượng. Đúng là vui vẻ hòa thuận. Chương 1098, diễn pháp các. Đợi Tả Quang Thủ bên nghiêm túc kể lại tình báo xong, Khương Vọng liên tục nói lời cảm tạ, sau đó nói, lại nói. Ta thấy Quang Thủ ngươi là một nam nhân tốt cầm được buông được, lần này không được chọn tham gia Hoàng Hà Hội, lại tức giận như thế, có chút không giống ngươi. Quả nhiên Tả Quang Thủ bị nói đúng tâm khẩm, phất tay áo cả giận nói, tên hạng bắc, ngang ngược kiêu ngạo lại vô lễ. Nếu như ta bằng tuổi với hắn, sao có thể dung thứ cho hắn càn rỡ như vậy được? Xem ra là thua hạng bắc, hơn nữa tuổi của hạng bắc lớn hơn y, năm tháng tu hành dài hơn, tiểu thiếu niên này vẫn chưa chịu phục. Khương Vọng không hề đổi sắc nói, ở trước mặt ngươi mà dám ngang ngược kiêu ngạo, xem ra người này đích thật là đệ nhất nội phủ, đại sở rồi. Gì mà đệ nhất nội phủ, Khuất Thuấn Hoa không hề yếu hơn hắn, chẳng qua còn đang che giấu. Tả Quang Thù vừa nói ra khỏi miệng, lập tức có tật giật mình liếc mắt nhìn Khương Vọng, cứng nhắc che đậy, che giấu thực lực mà thôi. Độc Cô đại ca trải qua đầy sóng gió, đương nhiên nét mặt như thường, ồ, vậy sao? Thế nhưng trong lòng lại khẽ dao động, che giấu thần thông à? Theo lý thuyết nơi thiên hạ tranh giành leo lên Hoàng Hà Hội bực này, lẽ ra sẽ không có ai che giấu thực lực. Nhưng trên người Khương Vọng có thần thông lạc lối, đương nhiên có thể hiểu được. Cho dù thu hoạch trên Hoàng Hạ Hội có lớn hơn đi nữa thì cũng không thể đền bù được tổn thất bại lộ thần thông lạc lối. Có điều, mặc dù hắn rất tò mò về việc vị Khuất Thuấn Hoa kia che giấu thứ gì, đồng thời hắn càng tò mò hơn chính là Khuất Thuấn Hoa thà rằng từ bỏ Hoàng Hà Hội cũng phải che giấu bí mật, sao Tả Quang Thủ lại biết được. Nhưng Khương Vọng cũng không đề cập đến, rõ ràng có hỏi cũng không ra, không đáng để chọc tiểu hài tử này thẹn quá hóa giận. Nói đi, ngươi chia sẻ tình báo mà Tả gia vất vả thu thập được cho ta, giúp ta ân tình lớn như vậy, ta còn không biết nên cảm tạ ngươi thế nào. Khương Vọng nói xong, tay trái nhấc lên, thế giới lửa sáng rực chiếu rọi ở lòng bàn tay, bên trong là một phương thế giới nho nhỏ, biển lửa sinh ra sóng, diễm tước bay múa. Hắn nhìn Tả Quang Thù, ta cảm thấy môn thuật pháp này rất thích hợp với ngươi, ngươi không suy xét cân nhắc học một chút sao? Lại nói, đây cũng không phải ý tưởng ngay từ đầu, mà trong trận chiến vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy, nếu muốn tạo dựng một bản lôi giới thuật cùng loại với lôi chiêm càn kia, thần thông Hà Bá của Tả Quang Thù ngược lại càng thích hợp hơn tam muội chân hỏa của hắn. Hà Bá và Lôi Tỷ đều đặc biệt mạnh về trưởng khống nguyên lực. Mà hỏa giới thuật của Khương Vọng, thật ra dưới sự chỉ điểm của Dịch Tinh Thần đã thay đổi mạch suy nghĩ. Hai loại mạch suy nghĩ thật sự cũng không thể đơn giản đánh giá ưu khuyết, cuối cùng vẫn phải xem người thi thuật trưởng khống ra sao. Chỉ có thể nói bộ hiện tại này càng thích hợp với bản thân Khương Vọng hơn. Bởi vì ơn huệ Tả Quang Liệt lưu lại, hắn vẫn luôn muốn hồi báo Tả gia. Nhưng Tả thị đại sở quả thật cũng không cần hắn hỗ trợ việc gì. Ngay cả hắn và Tả Quang Thủ ở chung, thật ra cũng đều là Tả Quang Thủ cung cấp nhiều hơn.
Tầm nhìn của con trai trưởng danh môn, bản thân chính là một loại tài phú quý giá. Hắn quả thực cảm thấy, thần thông hà bá của Tả Quang Thủ rất có cơ hội thôi diễn ra thủy giới thuật. Mà môn thuật này không thể nghi ngờ có thể làm cho Tả Quang Thủ trở nên mạnh hơn, biến hóa mạnh mẽ, đại khái là thứ mà tiểu tử này cần nhất. Nghe Khương Vọng nói, mắt Tả Quang Thủ hơi phát sáng, rõ ràng rất động tâm. Sao lại không có hứng thú chứ? Y vừa mới bị môn thuật này đánh bại. Dựa vào tính cách không chịu thua kém của y, cần phải nghiên cứu thấu đáo phá vỡ môn thuật này mới phải. Nhưng cũng không thể đánh mất giá trị được. Tiểu công tử Linh Nhạc sụ mặt, hừ lạnh nói, Tả thị đại sở chúng ta, thần công bí pháp nào mà không có. Y liếc mắt lườm Khương Vọng một cái, ta vốn không thèm. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy môn thuật này cần ta hỗ trợ tham khảo một chút, cần có ta cùng nhau nghiên cứu, ta sẽ nể mặt bằng hữu, cũng không phải không thể cân nhắc. Khương Vọng nén cười, vậy xin ngươi thương xót, giúp ta tham khảo một chút, được không? Tả Quang Thủ suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vậy được. Hỏa giới thuật của Khương Vọng chính là thôi diễn ra từng chút một, từ không tới có, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ trong lòng, truyền thụ ngược lại không có chỗ nào lúng túng. Thời gian kế tiếp, hắn tỉ mỉ phá giải môn thuật pháp này cho Tả Quang Thủ. Báo cho y biết nếu muốn diễn hóa thủy giới thuật thì nên bắt đầu từ nơi nào, lại làm sao để tiếp tục, điểm mấu chốt của mỗi một trình tự nằm ở đâu. Thiên phú của Tả Quang Thủ cũng khiến người ta giật mình. Trên cơ bản Khương Vọng chỉ cần nói qua một lần là y lập tức có thể lý giải được ngay. Chỉ là về phần liên quan tới phù lục đồ đằng thì dừng lại hỏi vài lần. Đồ đằng đến từ phù lục là một vòng quan trọng để xây dựng lôi giới thuật. Về điểm này, chỉ có thể để cho Tả Quang Thủ tự mình nghĩ cách. Nhưng nghĩ đến Tả gia nhà to nghiệp lớn, dưới tình huống biết rõ nhu cầu, tìm thứ tương tự chắc là không khó. Cơ bản là như thế. Khương Vọng nói xong, cuối cùng hỏi, ngươi còn chỗ nào chưa hiểu không? Tả Quang Thủ nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, chắc là không có. Trở về ta dùng diễn pháp các thôi diễn một chút, đại khái là có thể thành hình. Diễn pháp các? Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe nói, cho nên hơi thắc mắc. Tả Quang Thủ lên tiếng giải thích, tên là các, nhưng thực ra là một loại pháp trận rất phức tạp, phí tổn cũng cực kỳ đắt đỏ. Trong toàn bộ sở quốc cũng chỉ có 3 danh môn đỉnh cấp mới có thể xây dựng nên. Tả gia chúng ta chỉ có 3 cái. Y lơ đãng lộ ra một chút kiêu hãnh. Khương Vọng cũng biết tầng bốc, giống với diễn đạo đài hả? Tả Quang Thủ cực kỳ nghiêm túc lắc đầu, là diễn đạo đài giống với diễn pháp các của sở quốc chúng ta. Năm đó tổ sư Thái Hư phái lưu lại sở quốc chúng ta một đoạn thời gian, đại khái là tìm linh cảm. Tiểu thiếu niên này đúng là rất có cảm giác vinh dự quốc gia. Khương Vọng nghĩ, hứng thú hỏi thăm, cho nên hiệu quả giống nhau đúng không? Dùng cái gì đến thôi diễn vậy? Công pháp mà diễn đạo đài thôi diễn, cần dùng đến công, nhưng công là một loại tiền tệ trong Thái Hư huyễn cảnh mà thôi. Trên bản chất cũng không thể cấu thành nơi phát ra lực lượng thôi động diễn đạo đài. Thứ chân chính thôi động diễn đạo đài vẫn là lực lượng vĩ đại của toàn bộ Thái Hư huyễn cảnh, là vô số người ở trong đó phát ra linh cảm, ma luyện kỹ nghệ. Từ đó Hồng Lưu Nhân Đạo được sinh ra, cũng không phải hoàn toàn giống. Tả Quang Thủ rất chặt chẽ cẩn thận, ngược lại sẽ không vì tôn sùng sở quốc mà cố ý suy đoán hàm hồ, thật ra diễn pháp các giống như một loại huyễn cảnh hơn. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng diễn pháp các xây dựng thuật pháp trong lòng mình, luận bàn diễn luyện, cho dù là người bình thường vẫn được. Chỉ cần xây dựng hợp lý, thuật có thể thành lập ở trong diễn pháp các. Có điều dù tạo dựng thành công, nếu ứng nghiệm dùng vào hiện thế, cũng cần phải rèn luyện lại lần nữa. Dù sao các loại điều kiện bên trong diễn pháp các cũng không thể hoàn toàn giống với hiện thế. Khương Vọng nghe hiểu được. Là người sử dụng bí mật của diễn đạo đài, thật ra hắn cũng không cảm thấy diễn đạo đài tham khảo từ diễn pháp các. Công pháp mà diễn đạo đài thôi diễn ra là có thể dùng trực tiếp. Mà diễn pháp các lại càng giống như một loại mô phỏng sáng lập hơn. Cái trước cần sự duy trì của Thái Hư huyễn cảnh là diễn hóa tiến giai cho một loại công pháp nào đó. Cái sau ngược lại tiêu hao sẽ ít hơn rất nhiều và lại rất có lợi cho nghiên cứu phát minh thuật pháp. Ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng, nếu mở rộng ra, có phải sẽ có thể kích phát nhiều tư tưởng kỳ diệu hay không? Thảo nào đều nói thuật pháp sở quốc nổi tiếng khắp thiên hạ. Đương nhiên, trong lòng chỉ nghĩ như vậy. Khương Vọng vỗ tay khen ngợi, diễn pháp các khó có được như thế mà Tả gia lại có 3 cái, thật không hổ là danh môn thiên hạ. Không biết là có phóng đại không?
Tả Quang Thù nhìn hắn một chút, nói, cáo từ trước. Các bạn đang nghe chuyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1099, Đáp Lễ. Mỗi ngày Khương Vọng ngoài khóa sáng, khóa tối ở bên ngoài ra, buổi trưa nắng rọi vẫn kiên trì học tập. Tu hành lên đỉnh cao là tích lũy từng chút một, hắn chưa từng coi thường. Ngoài ra, hắn còn có thêm một thói quen, đó chính là vào giờ tuất sẽ tiến vào thái hư huyễn cảnh. Lúc này Ninh Kiếm Khách chắc chắn đang ở đây. Hầu như đã trở thành một loại ăn ý, mỗi ngày vào thời gian này bọn hắn đều chiến một trận, sau đó sẽ xem xét tình huống rồi quyết định có muốn đánh tiếp một trận nữa hay không. Thậm chí bình thường cảm giác có thể phát huy rất tốt, nhưng có khi lại không thể phát huy tiếp được, tối nay cũng như thế. Ninh Kiếm Khách lại dâng lên một trận biểu diễn kiếm thuật chất lượng cao, đồng thời lại bị đánh bại. Số trận thắng bại đôi bên đã đạt tới 11 trên 6. Nếu Khương Vọng thắng một trận nữa, tỷ số thắng bại đôi bên sẽ biến thành 2 ăn 1. Thắng bại tính theo bội số cũng đã mạnh hơn một cấp bậc, ý nghĩa luận bàn lại không lớn đến vậy. Ninh Kiếm Khách hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Khương Vọng từ trong mắt nàng vẫn nhìn ra được vẻ cuồng nhiệt với kiếm đạo, kèm theo suy nghĩ về chiến đấu. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là cùng một kiểu người. Ninh Kiếm Khách không định tái chiến một trận, thối lui ra khỏi thái hư huyễn cảnh. Khương Vọng trở lại không gian phúc địa, còn nổi hứng khởi xướng mời Trọng Huyền Thắng ra quyết đấu. Tên mập này đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó sơ suất, nhìn lầm thì sao? Lời mời quyết đấu đã định trước đá chìm đáy biển, Khương Vọng cũng không thèm để ý. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời khỏi thái hư huyễn cảnh, một con hạc giấy màu nước bay tới, là thư của Tả Quang Thủ. Khương Vọng đón lấy, mở ra đọc, trên thư viết, đạo thuật người nọ để lại có một môn. Ta cũng cảm thấy rất hợp với ngươi. Chỉ là một câu nói như vậy, rất có phong cách của Tả Quang Thủ. Xuống chút nữa là phân giải rất kỹ về môn đạo thuật này. Khương Vọng nắm chặt bức thư, khó tránh khỏi xúc động. Đứa nhỏ Tả Quang Thù này, xác thực khá kiêu ngạo. Mặc dù ngoài miệng nói cứng là y giúp Khương Vọng nghiên cứu hỏa giới thuật, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Khương Vọng đang tìm cơ hội dạy cho y. Y học là học, nhưng cũng không chịu chiếm tiện nghi, ngày thứ hai lập tức đưa đáp lễ tới. Điều khiến Khương Vọng cảm khái nhất chính là môn đạo thuật mà Tả Quang Thù đưa tới này. Tên là Diễm Hoa Phần Thành. Ngày đó ở ngoại ô Phong Lâm Thành, khoảnh khắc hấp hối cuộn tròn trong đống rơm chất chồng chờ chết. Bây giờ nhớ tới, lại dường như đã qua mấy đời. Đây tuyệt đối là siêu phẩm đạo thuật. Lúc Tả Quang Liệt 19 tuổi đã dùng thuật này một trận chiến phá thành. Mà ở ngoại ô Phong Lâm Thành, gã cũng sử dụng thuật này, gần như thiêu rụi cửu sát huyền âm trận. Đây chính là trận tuyệt sát mạnh mẽ của nước Tần, thế lớn cũng như thắng lợi mạnh mẽ, phải trả giá thật lớn mới điều động được. Tả Quang Liệt chết ở ngoại ô Phong Lâm Thành, thứ muốn bảo vệ trước khi chết, Thiên Nguyên Đại Đan muốn mang về cho Tả Quang Thù, cuối cùng lại mang đến sự hồi sinh cho Khương Vọng. Mà hôm nay Tả Quang Thù lại đưa đạo thuật rất có tính đại biểu của Tả Quang Liệt cho Khương Vọng. Quỹ tích vận mệnh vào 2 năm sau lại dùng cách thức như vậy giao thoa, đúng là kỳ diệu. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hồi âm cho Tả Quang Thù. Tuổi còn nhỏ lại lén lút ăn trộm bí thuật trong nhà, đã được gia gia ngươi đồng ý chưa đấy? Thật ra tự đáy lòng hắn vẫn luôn xem Tả Quang Thù là tiểu hài tử, sợ đứa nhỏ này vì thứ gọi là mặt mũi của mình mà không thèm quan tâm hậu quả cầm ra ngoài. Một môn này giá trị cực cao, đạo thuật ý nghĩa trọng đại, sao Tả Quang Thù có thể tự mình làm chủ được? Tả Quang Thù chịu đưa cho hắn, nhưng hắn lại không đồng ý học kiểu này. Lúc đầu hắn chỉ điểm cho đối phương tạo dựng thủy giới thuật, cơ bản không vì hồi báo. Tả Quang Thù nhanh chóng hồi âm lại, nhưng cũng không phải thẹn quá hóa giận gì đó. Trên thư chỉ có một câu, đồ của hắn đều để lại cho ta. Ta toàn quyền xử lý. Sau thư vẫn như cũ đính kèm phân giải tường tận Diễm Hoa Phần Thành. Khương Vọng phút chốc im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Thật lâu sau, hắn ghi chép lại môn đạo thuật này, sau đó trả lời, được, hạc giấy bay vào trong tinh hà. Và lại, nếu đơn thuần dựa vào uy năng, Diễm Hoa Phần Thành chưa hẳn đã mạnh hơn hỏa giới thuật sau này. Chờ tu vi của Khương Vọng tăng lên, sẽ càng có nhiều cảm ngộ về lửa, tam muội chân hỏa mở mang lên cấp bậc cao hơn, hỏa giới thuật vẫn có thể tăng lên rất nhiều không gian, cũng tuyệt đối là siêu phẩm.
Nhưng hỏa giới thuật là căn cứ vào vận dụng thần thông, không thể truyền thụ cho người khác, trừ khi giống như Tả Quang Thủ. Vừa lúc có thần thông Hà Bá, bản thân lại không thiếu tài nguyên, trong nhà lại có diễn pháp các. Mà diễm hoa phần thành quả thực có thể truyền thụ cho bất kỳ tu sĩ nào. Thật ra phần lớn đệ tử danh môn đỉnh cấp đều có một loại kiêu ngạo bẩm sinh. Phần lớn thời điểm đều tình nguyện để bản thân chịu thiệt thòi mà không chịu chiếm tiện nghi của người khác. Đồng thời đối với những người này, ăn thiệt thòi cũng không tính là gì. Yến Phủ tiêu tiền như nước, có khi nào thấy bản thân mình ăn thiệt thòi đâu. Chẳng qua chỉ là số lượng vụn vặt mà thôi. Đương nhiên, Hứa Tượng Càn và Trọng Huyền Thắng đại khái là hai kẻ ngoại lệ. Môn phân giải tường tận diễm hoa phần thành này, bây giờ Khương Vọng còn chưa có khả năng tu luyện, thực lực còn chưa đạt tới, mặc dù chân quý nhưng cũng chỉ có thể tạm thời gác xó. Nhưng phân tích chi tiết về diễm hoa vẫn mang đến cho Khương Vọng rất nhiều cảm hứng. Môn đạo thuật diễm hoa này, Khương Vọng quá quen thuộc. Hơn nữa nó hoàn toàn là cơ sở của diễm hoa phần thành, thậm chí có thể nói, ở trong cung điện hỏa hành của Tả Quang Liệt, diễm hoa chính là một trong những viên gạch lát nền của cung điện hoa lệ. Khương Vọng ở trên nền móng diễm hoa, mở rộng ra biển lửa, lửa thân hồn, cũng trải nhập vào bên trong thế giới lửa. Có thể nói, hắn nắm giữ về diễm hoa cực kỳ thông suốt. Hiểu biết về diễm hoa mà Đồng A lưu lại lúc trước đã xa xa không phát triển kịp với Khương Vọng của hiện tại. Nhưng sau khi nghiên cứu phân giải tường tận diễm hoa phần thành, hắn phát hiện có thể làm được nhiều hơn. Sau khi xác định được thời gian Hoàng Hà Hội mở ra, người được chọn đi xem đài quan hà của Tề Quốc cũng đã xác định. Tào Giai, một trong 9 thống soái binh sĩ ở chiến sự đường, quân đội mà y nắm giữ chính là Xuân Tử Quân danh tiếng nổi trội gần đây. Nói đến có chút xấu hổ, Xuân Tử Quân lao nhanh 2 ngày, một ngày vượt qua biên giới trăm dặm, đánh hạ núi Kiếm Phong, sau đó ở trước đại quân Hạ Quốc lại lù lù bất động, có thể nói uy chấn thiên hạ. Nhưng thứ mọi người ghi nhớ kỹ lại là quân thần Khương Mộng hùng khí, phách ngút trời. Thậm chí là ngôi sao mới trong quân là Vương Di Ngô đã rực rỡ lóa mắt ra sao. Sự cường đại của Xuân Tử Quân cũng được nhắc đến nhiều lần. Duy chỉ có thống soái Xuân Tử Quân Tào Giai lại im hơi lặng tiếng. Bởi vì y cơ bản không hề bước ra chiến trường, chiến sự đường điều động Xuân Tử Quân, nhưng lại chính là quân thần Khương Mộng hùng lĩnh quân. Đại khái là vì cân bằng một ít tiếng tăm bên trong triều chính, bày tỏ lòng tín nhiệm với Tào Giai, nên Tề Đế mới lệnh cho Tào Giai dẫn đội, tham dự Hoàng Hà Hội. Những điều này đều là phân tích của Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Đã tổ chức đại sư lễ quá lớn, Hoàng Hà Hội giống như một đợt xuất trinh, mà còn dùng quy cách cực cao xuất trinh. Lúc này người dẫn đội cũng như chủ soái xuất trinh, bản thân chính là một loại vinh dự, đương nhiên cũng là trách nhiệm nặng nề, cho nên không phải cường giả thì không thể nào làm được. Dù sao một vị đệ nhất nội phủ, một vị đệ nhất ngoại lâu, một vị đệ nhất dưới 30 tuổi của Tề Quốc. Ba thiên kiêu quốc gia này xuất chiến, nếu như nửa đường xảy ra chuyện, không đến được đài quan hà thì Tề Quốc sẽ mất mặt cỡ nào trong thiên hạ. Chương 1100, Tào Giai. Lúc quyết định Tào Giai sẽ là cường giả dẫn đội đến đài quan hà, Khương Vọng đã ra quyết định, trước đó sẽ đi một chuyến đến Tinh Nguyệt Nguyên. Trích hỏa cốt liên tích góp tinh lực là một đại sát chiêu của hắn, không thể để đó không sử dụng. Hắn vẫn chưa cuồng vọng đến mức cho rằng mình đã là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa, nhân lúc này cũng có thể thỉnh giáo Quan Diễn tiền bối thêm một lần nữa. Thêm một chút lợi ích thì sẽ thêm một phần thắng. Tâm trạng hiện tại của hắn chính là có tự tin tranh thiên hạ đệ nhất, cũng sẽ dốc toàn lực hăng hái chiến đấu, nhưng cũng luôn sẵn sàng chấp nhận khả năng thất bại. Có thể tham dự Hoàng Hà Hội, có người nào không phải là mạnh nhất? Có người nào không phải là thiên kiêu của một nước? Không có chuyện người nào đó có được thiên mệnh. Cho dù là bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, thỉnh thoảng hắn vẫn bị Ninh Kiếm Khách đánh bại. Thứ gọi là thắng bại, đứng trên đài quan hà, thua thì xuống, thắng thì tiếp tục, chỉ đơn giản vậy thôi. Hắn kiên định với đạo của mình, từng bước đi đến hôm nay chưa từng nản lòng. Hắn chiến thắng từng đối thủ một, đánh bại từng cường giả một, điều này khiến hắn có lý do để tin tưởng bản thân, tin tưởng bản thân có thể tranh được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Đây gọi là tự tin, cảm giác chẳng cần quan tâm đến bất cứ ai, dễ dàng giành được vị trí thứ nhất, chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì mới chính là cuồng vọng. Đương nhiên, có lẽ có người có tư cách cuồng vọng, nhưng ít ra Khương Vọng không cảm thấy mình cuồng vọng. Tào Giai, cai quản Xuân Tử Quân,
không nghi ngờ gì chính là một trong những đại nhân vật chân chính ở Lâm Truy Thành. Khương Vọng hoàn toàn không nhận ra vị đại nhân vật này, cũng chưa từng có bất kỳ qua lại gì với đối phương trước khi lên đường. Mặc dù hắn cũng có một ít bằng hữu ở Lâm Truy Thành, nhưng đều là công tử thế gia đời thứ hai, bối phận kém hơn một bậc so với đại nhân vật chân chính như Tào Giai. Cho dù có tốn hết tâm tư tìm đến cửa, mà chỉ vì chuyện này thì không đáng. Còn lúc lên đường đến Hoàng Hà Hội, đội ngũ Tề Quốc có thể dừng lại một đêm ở Tinh Nguyệt Nguyên hay không thì? Nếu như hắn nói rõ ý định của mình, có lẽ có thể. Nhưng chuyện về Tinh Nguyệt Nguyên, về Quan Diễn, về Trích Hỏa Cốt Liên, hắn không muốn để lộ ra quá nhiều. Hơn nữa Quan Diễn đại sư, chuyện đối phương cắt đứt với Huyền Không Tự, rõ ràng đã thể hiện việc không muốn xuất hiện ở hiện thế nữa. Nếu như lão muốn người đời biết đến, thì Huyền Không Tự vẫn còn rất nhiều người có thể giúp đỡ, chứ không cần Khương Vọng tuyên truyền thay. Khương Vọng chịu ơn của Quan Diễn, đương nhiên cũng sẽ không hành động tự tiện. Chẳng qua bây giờ đến Tinh Nguyệt Nguyên, thời gian khó tránh khỏi hơi vi diệu. Hoàng Hà Hội sắp bắt đầu, dư âm Bình Đẳng Quốc vẫn không ngừng. Khương Vọng vốn định lặng lẽ đi rồi về, không kinh động bất cứ ai, tinh lực đầy rồi sẽ quay về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút không ổn. Sau khi bàn bạc với Trọng Huyền Thắng, Mập Mạp đề nghị một ý đơn giản. Để Khương Vọng trước khi lên đường, báo một tiếng cho đô úy Trịnh Thế của Bắc Nha Môn là được. Ý kiến này càng nghĩ càng thấy hay. Báo cáo trước với Phủ Tuần Kiểm Đô Thành và báo cáo trước với đô úy Trịnh Thế Bắc Nha Môn là hai chuyện khác nhau. Người trước thì lắm thay nhiều ma, người sau lại là phụ thân của Trịnh Thương Minh. Sau khi báo cáo với Trịnh Thế, chẳng khác gì đã báo cáo với Phủ Tuần Kiểm, vậy thì chuyến đi này không tồn tại vấn đề danh nghĩa gì nữa. Về phần tin tức kia, có lan truyền ra ngoài hay không, phải xem Trịnh Thế tự mình cân nhắc. Chuyện Khương Vọng ngăn chặn Thôi Chữ ở Đại Sư Lễ, bây giờ Bình Đẳng Quốc đã lộ ra khỏi mặt nước, nói không chừng có thể nhân lúc trả thù. Bọn họ liên tục chịu sự đả kích từ Tề Quốc, đại khái cũng phải làm chuyện gì đó để củng cố lòng người trong tổ chức. Bình Đẳng Quốc nếu có suy nghĩ này. Với thủ đoạn của Phủ Tuần Kiểm Đô Thành, muốn tuyên truyền chuyện Khương Vọng ra khỏi biên cảnh, dựng lên một kế dụ rắn ra khỏi hang thì cũng không khó. Nói cách khác, Khương Vọng dựa theo đề nghị của Trọng Huyền Thắng, báo trước cho Trịnh Thế việc mình chuẩn bị đi Tinh Nguyệt Nguyên. Không chỉ dựa vào ân tình trước đó của bên phía Trịnh Thế, mà ngược lại còn tặng cho Trịnh Thế một ân tình khác. Và lại chuyện này còn có thể bảo đảm cho sự an toàn của chính hắn, đồng thời cũng có thể không bị ảnh hưởng đến chuyện thu thập tinh lực. Không thể không nói, một thân thịt béo này của Trọng Huyền Thắng đúng là không tốn công nuôi. Hứa Tượng Càn sau lưng nói thịt mỡ của gã đại khái có cùng tỷ lệ với suy nghĩ đầu óc. Khương Vọng cảm thấy lời này không phải là hoàn toàn không có lý. Báo cáo với Trịnh Thế lại rất đơn giản, mặc dù vị này đúng là một trong những nhân vật nắm thực quyền ở Lâm Truy Thành, bình thường khó mà tiếp cận được. Nhưng Khương tước gia của chúng ta chỉ cần thông qua Trịnh Thương Minh là được. Lại nghĩ, hắn thông qua Trọng Huyền Thắng cũng có thể tùy thời tiếp xúc với Trọng Huyền Trừ Lương, thông qua Yến Phủ là có thể qua lại với Yến Bình. Nghĩ như vậy thì vòng tròn này thật không tồi. Chỉ là không biết Tào Giai có con trai hay con gái gì không. Đương nhiên, nói đùa cũng chỉ là nói đùa, chính sự vẫn phải tự mình làm. Khương Vọng thông qua Trịnh Thương Minh, báo cho Trịnh Thế việc mình tu công pháp đặc thù, cần đến Tinh Nguyệt Nguyên một chuyến để tích góp tinh lực. Lại nói đây cũng là một bước chuẩn bị cho Hoàng Hà Hội, nên cũng được xem hợp tình hợp lý. Một buổi tối sau đó, khoác lên người áo choàng đen, thừa lúc trời tối, lặng lẽ ra khỏi Lâm Truy Thành. Hắn cũng không quên vào Thái Hư Huyễn Cảnh để lại một phong thư cho Ninh Kiếm Khách, báo cho đối phương mấy ngày nữa mình có việc, không thể đến luận bàn. Nói một chút lời khách sáo tiếc thương này nọ, việc cứ như vậy. Mặc dù đi bí mật, nhưng đương nhiên không thể không đến Thanh Dương Trấn xem một chút. Chuyến đi này hắn chịu sự giám sát của Phủ Tuần Kiểm Đô Thành, đương nhiên muốn thuận đường trở về đất phong. Hơn nữa cũng cần nhìn chính thanh điện mà hắn sai người xây dựng, dùng nó để nhấn mạnh sự quy phục của mình đối với Tề Quốc. Đồng thời việc di chuyển bí mật cũng có thể âm thầm quan sát liệu Phạm Thanh Thanh có thật sự dụng tâm. Mặc dù đã phán đoán là không vấn đề gì, nhưng giám sát nhiều hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì trên người vẫn phải chịu sự giám sát, nên Khương Vọng không mặc nặc y. Hắn cũng không rõ cường giả mà Phủ Tuần Kiểm Đô Thành phái ra dùng phương thức gì để quan sát hắn, nhưng tất nhiên là đang quan sát hắn. Có rất nhiều thứ có thể che giấu thì vẫn nên che giấu thì hơn. Cũng may sau khi khai phá ra Thanh Văn Tiên,
Về mặt nghiên cứu như Mộng Lệnh Thanh Bộ, hắn đã vượt qua Phạm Thanh Thanh. Dùng hữu tâm tính vô tâm, muốn không bị Phạm Thanh Thanh phát hiện, thật ra cũng không khó khăn. Trên thực tế, Thanh Dương Trấn hiện tại đang phát triển rất tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 110 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thậm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.